ha. Chế nào lên rồi, chấm một chấm và chia sẻ livestream giúp em nha mấy chế. Chào Kiều Phụng. Hello chị Vân Nguyên. Chế nào lên rồi, chấm một chấm và chia sẻ livestream giúp em nha. Chào Nguyễn Oanh nha. Chào Sen Bông Lê. Sen Bông Lê vô chia sẻ cho chế đi Sen Bông Lê ơi. Hello chị Anh. Chị nào lên thì chấm chấm và chia sẻ livestream giúp em nha mấy chị. Chấm chấm và chia sẻ livestream liền giúp em nha. Mọi người chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em nha mấy chị nha. Chào Châm Châm. Em có xem nữa đâu. À, tạm thời chưa. Em có cái ra mở để làm tắt. Làm tắt. Chào Mỹ Hiền, chào Nguyễn Huy nha. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi chia sẻ livestream giúp em đi. Chị nào lên rồi chia sẻ livestream liền giúp em nha. Chia sẻ livestream lên 150 view em bắt đầu tặng quà mấy chị nhé. Lên 150 view bắt đầu tặng đầm, tặng áo rất là xinh ha mấy chị nha. Rồi chia sẻ nhiệt tình giúp em, chia sẻ bàn tay nha mấy chị, chia sẻ bàn tay nhé. Chị nào chia sẻ rồi điểm danh là đạt chia sẻ đem tặng quà nha mấy chị. Chị nào lên rồi thì chia sẻ là đạt chia sẻ thì điểm danh cho em nha, điểm tặng quà ha. Chào Mi Hiền nè. Chào Vivi nha. Chào Mimi. Mimi ơi vô đi Mimi. Vô chia sẻ livestream giúp chế đi. Đã chia sẻ ok, đã chia sẻ nè. Rồi, lên 150 view là tặng quà mấy chị nha. Lên 150 view bắt đầu tặng quà nè. Đây, tặng những món quà rất là xinh đẹp cho mấy chế nha. Sẽ tặng những món quà rất là xinh đẹp luôn nha mấy chế. Áp dụng xe livestream mấy chị nha, áp dụng xe livestream nha, xe nhiệt tình giúp em, xe mạnh tay mấy chị, xe mạnh tay nha. Đã lên 150 view đầu tiên mấy chị nha, bắt đầu tặng quà ha. Lên 150 view đầu tiên bắt đầu tặng quà mấy chị nha. Hello hello mấy chị ơi, vô đi mấy chị, vô chia sẻ livestream nhiệt tình đi ha, chia sẻ mạnh tay giúp em, chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Nên trang cá nhân và lên hội nhóm giúp em ha, ít nhất là 2 lần trang cá nhân, còn lại là chia sẻ hội nhóm giúp em. Đây, tặng một em áo rất là xinh đẹp, nam nữ mà đều ok hết. Đây nha, cực kỳ xinh luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp cho một cuộc tình ha. Quá dễ thương ha, quá dễ thương. Sen Bông Lê đã chia sẻ. Kiều Phụng đã chia sẻ. Hello xin còi, chào Phi Yến. Mấy chị nhớ xe livestream cho em thì chơi game mình mới hấp lệ mấy chị nha. Vivi đã chia sẻ. Nhớ là chia sẻ livestream cho em thì mình chơi game mới hợp lệ mấy chị nha. Nhớ là ít nhất 2 lần cho cá nhân giúp em nha, em kiểm tra nha, kiểm tra tại chỗ luôn. Chị nào chơi game mà chưa có được chia sẻ, chưa có được 2 lần cho cá nhân và hội nhóm á thì em không có tặng quà đâu, là em sẽ lấy lại tặng cho người kế tiếp á nha. Cho nên mấy chị nhớ chia sẻ livestream nhiệt tình trước khi chơi game nha, mấy chị nhớ chia sẻ livestream nhiệt tình trước khi chơi game nha mấy chị nha. Hello bé Ngân. Chào chị Lê Ngọc Lan, lâu lắm rồi mới gặp chị Lê Ngọc Lan nè. Hello Đinh Trang đã chia sẻ nè. Quỳnh Như, chào Quỳnh Như nha. Mấy chị ơi vô chia sẻ livestream với chị, hôm nay em lên hơi trễ một xíu nha. Hôm nay 9:15 mới lên. Đó, cho nên mấy chị vô chia sẻ nhiệt tình để mình nhận quà. Mấy chị hôm nay hứa là tặng nhiều quà nha, và đồ rất là đẹp ha. Hôm nay đồ đẹp vô cùng luôn. Rồi, chị nào lên rồi thì ấn chia sẻ livestream thì giúp em. Đinh Trang đã chia sẻ nè. Đinh Trang cũng đã chia sẻ luôn ha.
Rồi chị nào chia sẻ rồi nhớ điểm danh giúp em nha. Điểm danh liền nhắm chị nha. Điểm danh liền giúp em nha. Hello bé Ngân. Rồi lên 150 view mấy chị ơi. Còn 40 view rồi thôi. Còn 40 view rồi thôi là bắt đầu tặng quà mấy chị nha. Còn 40 view rồi thôi bắt đầu tặng quà nha. Tặng một món quà rất là xinh đẹp để tặng ông xạo mấy chị ha. Đó chị nào có người yêu rồi tặng người yêu nha. Áo xịn lắm. Áo này áo cô tông cực xịn luôn. Hàng đây, hàng xịn đàng hoàng, hàng đông đàng hoàng ha. Hay sao mấy áo như vậy cho anh Giang mặc này nhìn dễ thương lắm ha. Mà rất là cưng luôn. Chị nào á mà chia sẻ nhanh tay nhiệt tình nó tặng em áo này về. Đó, tặng cho ông xã người yêu là cực kỳ ý nghĩa luôn ha. Đẹp cực kỳ, còn mình thích mặc phong nhũ quần. Mặc làm phong nhũ quần luôn mấy chị nha. Rất là xinh luôn. Áp dụng xe la chim mấy chị nha. Áp dụng xe la chim, nhớ là xe la chim nhiều tình giúp em 2 lần cho cá nhân. Và ít nhất 3 lần hội nhóm mấy chị ha. Chào chị Xanh nha, chào chị Huỳnh Linh, chào Lai Trần nè. Chị Huỳnh Linh nhắn gì đây, sao em chưa nhận được hàng chị ơi. Huỳnh Linh ơi, hết tuần này nữa thôi là mấy chị sẽ được nhận nhanh lại rồi mấy chị nha. Chắc là tầm hết tuần này nữa thôi. Tại bữa điện nó bị kẹt tuần, bị kẹt hàng tới 2 tuần lận á. Cho bên bộ phận kỹ thuật á. Đó, cho nên nó sẽ bị chậm tới 2. Trong vòng 2 tuần gửi hàng, trong vòng 2 tuần trước và tuần này là sẽ bị chậm hàng. Nhưng mà có tuần sau là ok rồi mấy chị nha. Có tuần sau là bưu điện báo là xử lý xong rồi. Có tuần sau là hàng mấy chị sẽ đi ngon lành cành đào nha. Sao em không nhận được thông báo? Đúng rồi Nguyễn Ngọc này, không được thông báo nè Ngọc ơi. Mấy chị nhớ là biết thì mấy chị vô coi thôi, chứ không có nhận được thông báo nào đâu. Bên Facebook nó chặn chế độ thông báo luôn rồi. Chào Đinh Mi Thanh. Thấy nha, thấy Đinh Mi Thanh. Chào Kiều Nguyên nha, Kiều Nguyên chia sẻ cho chế đi. Chia sẻ không được nhiều, chia sẻ cho chế nha. Để nhận quà này. Rồi em bắt đầu đọc mã mấy chị yêu ha, bắt đầu đọc mã nha. Bắt đầu đọc mã nha. Đây, chị nào muốn được em xinh đẹp này 150 view rồi, em bắt đầu đọc mã tặng nè. Đó, muốn được em áo xinh đẹp này thì comment liền cho em mã 3000 kèm số điện thoại mấy chị ha. Comment mã 3000 kèm số điện thoại cho em, hoặc là số điện thoại kèm mã 3000 cũng được. Sao em không có chỗ chia sẻ nữa vậy? Hiền á, Hiền vô trang cá nhân đi Hiền. Vô trang cá nhân của chị xong rồi phía dưới nó có chỗ chia sẻ. Hiền vô thì chia sẻ bằng cách đó đi ha. Nhiều lúc nó trong cái live mình coi á, nó bị ẩn mất cái dấu chia sẻ. Hội nhóm không chia sẻ được chị ơi, không chia sẻ được hội nhóm, chia sẻ bù cho cá nhân nha. Em chia sẻ rồi thì rồi cảm ơn người yêu nha. Rồi 3000 kèm số điện thoại cho em đi mấy chị ơi. 3000 kèm số điện thoại cho em nha. Tặng cho người nào đây? Ngày nào cũng vô trang xem thôi chứ không có thông báo. Ồ, nay là không có thông báo rồi. Mai thông báo hết. Mai thông báo hết hả? Rồi. Ai không thông báo trời cốt thải để chứng thải đi mà ai gọi điện thông báo hết chứ. Comment nhanh đi mấy chị, comment nhanh nào. Comment nhanh nào mấy chị ơi. Comment nhanh tay nói, nha. Nói chế nào mà không nhận được thông báo cho một chấm hết đi mai trước khi like nhắn tin SMS thông báo hết. Chị nào mà không nhận được thông báo, chị nào không nhận được thông báo. Chị nào không nhận được thông báo ngày mai Giang nhắn tin SMS trước khi like để thông báo hết nha. Anh Giang nói lại nha. Để lại số điện thoại nha. Rồi em tặng cho người comment thứ 10 mấy chị nha. Người nào comment lên thứ 10 em tặng nè. Tên Trang 1 nè, comment thứ 10 nha. Kiều Phụng 2, Hiền 3, Mai Trang 4, Kiều Nguyễn 5, Thu Thủy 6. Thu Thủy 6. Tên Trang rồi nên đến một lần thôi nha. Thu Thủy 6 đúng không? Mai Trang rồi. Lại cho Trung Hiếu 7, Tâm Tâm 8, chị Vivi 9 và chị Kim Hoàn là người comment thứ 10 nha. Kim Hoàn là người comment thứ 10. Chị Kim Hoàn ơi, vui lòng cho em số điện thoại thông tin. Hình như Kim Hoàn khách cũ hay sao á. Kim Hoàn được tặng em áo xinh đẹp này nha. Kim Hoàn, kiểm tra Kim Hoàn giúp em nha nhiều. Kiểm tra Kim Hoàn đã chia sẻ chưa. Kim Hoàn mà chưa chia sẻ là em tặng cho người kế tiếp Kim Hoàn like đây. Là xe mông lê. Nếu mà Kim Hoàng chưa có chia sẻ là tặng cho xe mông lê đó nha. Kim Hoàng chia sẻ cho em ít nhất 2 lần cho cá nhân giúp em nha. Kim Hoàng mà chưa chia sẻ là tặng cho xe mông lê nha. Và xe mông lê chắc chắn là phải chia sẻ rồi. Ở đây Kim Hoàng. Kim Hoàng chứ ha. Hình đại diện là cái di chuyển đúng không? Đúng rồi, hình đại diện là cái di chuyển đó. Trang cá nhân chưa chia sẻ nha chị đẹp ơi. Vậy là tặng cho xe mông lê nha. Em nói mà mấy chị phải chia sẻ trang cá nhân mới được nhận quà nha. Mấy chị phải nhớ là chia sẻ trang cá nhân mới được nhận quà nha. Xe mông lê. Và là cái áo xinh đẹp này thuộc về xe mông lê nha. Xe mông lê tặng nè. Xe mông lê của chị chia sẻ hả?
Cho cá nhân chưa có thấy báo bà đã chia sẻ rồi, nhưng mà những chia sẻ nhóm vừa à, xe bông lê chia sẻ nhập à, nếu mà thông báo chia sẻ nhóm rồi thì ok luôn, tặng cái xe bông lê luôn. Nhưng mà xe bông lê chia sẻ bù cho chị cho cá nhân. Rồi, có rồi. Chia sẻ cho cá nhân rồi. Có xe bông lê có chia sẻ cho cá nhân rồi nha. Rồi có xe livestream rồi nha mấy chị, trang cá nhân và hội nhóm luôn. Rồi tiếp nha mấy chị. Chỉ có cái là vừa xong thôi. Rồi mẫu này, chị nào mẫu này comment liền cho em nè mấy chị ơi, tặng tiếp nha, tặng tiếp. Tặng áp dụng chế là xe livestream tiếp nha, để em coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ha. Chia sẻ bằng tay giúp em lúc nào có quà ấy mấy chị. Lúc nào cũng có quà nha. Mới có 93 lượt chia sẻ rồi, trời đất ơi xỉu. Mấy chị ơi em xỉu, nhớ chia sẻ trang cá nhân và hội nhóm cho em. Nhớ là xe cho cá nhân vừa nhóm giúp em nha. Đinh Trang U sao chị không tặng người đầu tiên chia sẻ nhóm được nha mấy chị ơi, nhưng mà phải có rồi. 2 lần Đinh Trang cá nhân chứ không 2. Bây giờ là tặng cho người chia sẻ đầu tiên, người comment đầu tiên này. Bây giờ là tặng cho người comment đầu tiên nha, chế nào nhanh tay người đó được nha. Đứa nào nhanh tay người đó được nha. Nhớ là chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân 2 lần trang cá nhân và hội nhóm cho em nha. Ai nhanh tay người đó được mấy chị nha, nhanh tay người đó được. Chia sẻ trang cá nhân hội nhóm giúp em nha. Bây giờ là tặng người comment đầu tiên. Ít nhất là phải có 2 lần công khai trên trang cá nhân nha mấy chị ơi. Đúng rồi, ít nhất phải có 2 lần công khai trên trang cá nhân. Mấy chị chia sẻ nhiệt tình, hôm nay chia sẻ hơi yếu đó, mới có mấy chục chia sẻ. Nãy giờ lên 5 phút rồi, 11 phút rồi mà mới có mấy chục lượt chia sẻ. Chị anh Kim To chia sẻ cho em đi, anh Kim To. Hiền ơi chia sẻ cho chế đi. À, bà Lam Phương chia sẻ 10 nhóm hả? Lam Phương mà nếu mà chia sẻ được nhiều hội nhóm á, Lam Phương cứ chia sẻ đi. Chụp màn hình lại cho chế, chia sẻ trên 50 nhóm, chế sẽ tặng cho Lam Phương một món đồ tùy thích nha. Đó, Lam Phương thích chọn cái gì cũng được hết. Đó, đối với những chế nào mà chia sẻ cho em từ 50 lần hội nhóm trở lên nha mấy chị nha, thành công nha, chụp màn hình lại gửi mốt cho em. Em sẽ tặng món tùy thích, thích chọn món gì cũng được. Nhưng mà em phải kiểm tra chia sẻ thành công hay không nha. Sẽ chụp màn hình lại xong rồi đồng thời em kiểm tra bằng phần mềm. Nếu mà chị nào mà chia sẻ từ năm thành công 50 hội nhóm trở lên tặng một món free. Chị nào thích chọn món nào cũng chọn trong cái livestream luôn, từ đầm công chúa cho đến bất cứ đồ gì mình yêu thích ha, cho đến bông tai cũng được luôn. Tí nữa em có lên bông tai luôn á chị ha. Chị có like đầm công chúa không chị? À không, Hương Huỳnh ơi, hôm nay chị không like đầm công chúa. Hương Huỳnh chị nói rồi, trong cái clip mà chị up á, Hương Huỳnh mà thích cái đầm nào Hương Huỳnh chụp màn hình gửi cho chị nha. Còn cái gì chị để cho, tại vì đợt này chị đang cho xỉ lô chứ chị chưa có like đầm công chúa. Rồi mẫu này chuẩn bị tặng này, tặng này. Chuẩn bị tặng luôn này. Rồi đọc mã nha mấy chị ơi, em đọc mã này. Chị nào ấn cái mẫu em đang cầm này, tặng cho người comment đầu tiên nha. Comment mã 647 cho em kèm số điện thoại mấy chị ha. Mã là 647 kèm số điện thoại đầy đủ. Mã 647 kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Nhớ là mã 647 kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Em chia sẻ được vậy thôi. chia sẻ cố gắng mà tham gia nhiều, mấy chế cố gắng tham gia nhiều nhóm mà chia sẻ vô free á, mà Facebook cho chia sẻ á. Đó là đích mình luyện đó, ngày nào cũng chia sẻ thành công hết là mấy chị sẽ được tặng nha. Rồi, chơi mạnh tay chơi lớn với mấy chế luôn. Rồi, số điện thoại đầy đủ kèm mã số 647 cho em. Ai là người comment đầu tiên đây? Wow. Chị Mai Trang comment quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Mai Trang xong đến VV. VV vừa hụt quà rồi. Mai Trang. Áo đây thuộc về Mai Trang nha. Em áo đen đang móc là thuộc về Mai Trang mấy chú nhá. Mai Trang. Chế Mai Trang này. Mai Trang. Ừ, chế Mai Trang nhé. Mai Trang này là Mai Trang 097 nha. Chế Mai Trang qua nhà lấy á. Ừ, Mai Trang 097 nha. Ok, Mai Trang 097. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, một em áo màu nâu ha, rất là dễ thương luôn, tặng luôn mấy chị nha, tặng luôn. Áp dụng xe livestream mấy chị xem mạnh tay lên cho bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Wow, chưa được 200 lượt chia sẻ nha. Chưa được 200 lượt chia sẻ, tiếp tục chia sẻ mạnh tay lên mấy chị ơi. Tiếp tục chia sẻ mạnh tay lên giúp em nha. Kiểm tra Mai Trang chia sẻ chưa được chứ. Nhớ là ít nhất 2 lần trang cá nhân cho em. Ít nhất 2 lần trang cá nhân, Mai Trang có chia sẻ rồi nha, Mai Trang có chia sẻ rồi. Ít nhất 2 lần trang cá nhân giúp em. Và 3 lần hội nhóm mấy chị nha. Nhận quà bên em dễ lắm mấy chị ơi. Đúng rồi, nhận quà có dễ lắm. Có chia sẻ là có quà, có chia sẻ là có quà. Rồi, nha. Chuẩn bị comment tiếp cho em nè. Tặng một món nữa comment giúp em nha, chuẩn bị comment. Rồi bây giờ tặng cho người comment thứ 5 đi. Tặng đủ thứ hết để cho mấy chị khỏi kiện nha. Thứ nhất, rồi thứ 5, rồi thứ 10, tặng đủ thứ hết. Rồi bây giờ là tặng cho người comment thứ 5 nha. Ghi mã số cho em là mã 123-45. Kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Tặng cho người comment thứ 5. Mã 123-45 kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Lát rồi tặng tiếp chị. Rồi tiếp nha mấy chị, tặng một cái nữa nha, tặng cái nữa lên đồ tí tặng tiếp. Hôm nay tặng nhiều lắm.
cứ lên khoảng 100 lượt chia sẻ là tặng một món, lên 100 lượt chia sẻ tặng một món. Nhưng mà mấy chị ơi, nhưng mấy chị ơi tặng tối đa là mấy chị chia sẻ tối chủ yếu là chia sẻ hội nhóm giúp em, chia sẻ trang cá nhân tối đa là 5 lần thôi mấy chị nha, đừng chia sẻ trang cá nhân nhiều, chia sẻ cho em hội nhóm đi, cố gắng là tham gia nhiều hội nhóm free chia sẻ giúp em nha. Tặng cho người comment thứ năm này, rồi em bắt đầu đọc nha mấy chị, bắt đầu đọc nha, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Rồi bắt đầu cung cung thay quà. Chị Kim Hoàng ơi, chị Kim Hoàng cứ chia sẻ cho em đi lại chơi nhé. Thì nào cũng mình cũng lại được trúng quà nữa thôi, chị rồi, yên tâm, có chia sẻ cho em là có quà. Lại thì trúng hiếu một, lại thì trúng hiếu một cho em, cho cây nút chu 2, thu thủy 3, thủy tiêm 4 và bà. Bà Ngân Ngân là bà nào đây? Chị Ngân Ngân là chị nào đây? Cũng có đại diện. Ngân Ngân là người comment thứ 5 nha. Ngân Ngân số đuôi là 655. Ngân Ngân được tặng nè. Ngân Ngân nhớ kèm đơn giúp em. Ngân Ngân. Ngân Ngân. Anh cho Ngân Ngân là ai vậy? À, chị chia sẻ cho em chưa? Chị Ngân Ngân nhớ là quà kèm đơn giúp em nha. Chị khách mới đó. Chưa chia sẻ em ơi. Chưa chia sẻ vì kiểm tra cho em Tâm Tâm. Kiểm tra Tâm Tâm cạnh bên luôn. Tâm Tâm nữa hả? Ừ, Tâm Tâm. Mà Tâm Tâm mà không có bà Bì rồi, chắc là không chia sẻ thôi, bà Bì lần rồi, các bạn hay ghê tê. Tâm chia sẻ chưa? Ừ. Tâm Tâm 5-1-5 đúng không? Ừ. Bà có kinh, bà có kinh rồi. Đó, nói bà có kinh rồi. Rồi Tâm Tâm chia sẻ rồi nha. Quà thuộc về Tâm Tâm. Bà này bà hay ghê, ta hôm qua bà trúng 2 lần á. Bà trúng tiếp luôn á, bà hay ghê luôn á. Vậy Tâm Tâm nhớ là chia sẻ nhiệt tình cho chế nha. Chia sẻ nhiệt tình nha. Vô là chia sẻ lên nè. Chia sẻ nhiệt tình nha. Rồi rồi em lên đồ nè mấy chị ơi, lên đồ nha, lên đồ nha. Rồi mấy chị chuẩn bị comment, mấy chị có ai ghim giúp em vào xem trong trang cá nhân được rồi. Ủa này đẹp quá. À chị Thắm Nguyễn hả? Chị Thắm Nguyễn có like được rồi, cô xem được cái chị trả hồi sáng hay là Facebook của em nó đang bị chặn vì nó khóa quay đang khóa quay em không biết nữa, em mới lấy lại rồi nha, nên mới chế sau hôm nay hết hôm nay là mới chế vô. Cô bình thường, bình thường nha. Hôm nay mới chế vô bình thường á, chỉ có lúc sáng hay bị khóa cho nên vô không được thôi ha. Còn bây giờ vô bình thường rồi. Rồi mấy chị ơi, chị nào comment cho em một cái dòng comment là hôm nay là đầm set 89k nha. Comment đầm set 89k giúp em nha. Comment đầm set 89k nha các chị ơi. Cái nào cao giá hơn em sẽ báo, cái nào thấp giá hơn em sẽ báo luôn ha. Đuôi cá rất là đẹp, phun xuông, bộ biến bằng buông chim vô tư. Để em like, để em like. Nó để uống sau đi. Rồi, chị nào ước màu này comment liền cho em ạ. Còn nó mặt số 1, mấy chị ơi mặt số 1 đầu like sale giá rẻ bất ngờ dành cho chế nào mở hàng ha. 79k luôn, mở hàng 79k đuôi cá rất đẹp. Vải này em bao chất vải, bao chất vải cả trong shop luôn mấy chị ha. Vải này còn đẹp hơn trong shop nhiều luôn á. Cực kỳ hàng chất lượng vô cùng, giống chị bầu bí bon chen vô tư, cái kiểu nó rất là đẹp và model. Mấy chị mặc chung với giày bata cực kỳ đẹp nha mấy chị nha. Mã 1 giúp em. Comment mã 1. Mà 79 của mã 1 ha. Mã 1 79k Thắm Nguyễn ơi, comment mã 1 cho em. Chị Thắm Nguyễn là mê đi. Rồi nào. Mã 1 giúp em, mã 1. Mã 1 giúp em nha, 79k. Đây mã 1 79k này nha. Mã 1 79k giúp em. Mã 1 79k đầm 89k. Ok, cảm ơn xem bông lên nha, ghi một xem bông lên lại. Chị Thắm Nguyễn. Thắm Nguyên mã 1, ok, Thắm Nguyên mã 1 nha anh, chốt Thắm Nguyên mã 1 cho em. Chị Nhi Vương, Vương cái tích kia của chị Nhi Vương còn xả lại gì nhỉ, quên chị ấy, quên ta. Cái gì của chị Nhi Vương? Cái nít kia là nít mới của chị Nhi Vương. Bách 1. Nít mới Nhi Vương là bách 1. Rồi chân váy 2XL bằng da nhung nha mấy chị. Đây, cực kỳ xịn luôn, mềm mại mà đẹp vô cùng nha mấy chị ơi, 2XL luôn. Chị nào có vòng bụng 2XL này, tầm 1m60 cân á, 2XL nha, 1m60 cân. Cái này bà Hoài chắc bà mắc cũng được nè. Mặc ngăn rún ha. Mặc ngăn rún cho máy này đẹp lắm. Rồi sale đầu like giá rẻ luôn với giá 45k. Chị nào lấy chốt là 45 cho em, cực kỳ đẹp nha. 45k phải cực kỳ đẹp luôn. 45k giúp em nha. Comment mã 45 luôn. 45k comment mã 45 giúp em. Hello 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 mấy chị nha. Hello mấy chị. Đầm chị mặc bao nhiêu á? Chị Ngọc Mê đầm chị mặc á. Đầm chị mặc giá chỉ có 89k thôi. Đầm của chế mặc cũng chỉ có 89k thôi nha. Chốt mà 45 giúp em nha. Mấy chị ơi, xe la nhiệt tình đi mấy chị. Xe la nhiệt tình ha. Xe la bàn tay nhiệt tình nha. 45 cho Thu Thủy, 45 cho Vivi là hết nha.
Chị Thu Thủy nào ta? Thu Thủy ơi, Thu Thủy cái cũ cho em ba số đuôi nha. Khách mới cho em số điện thoại đầy đủ. Em nhắc lại các chốt hàng mấy chị nha. Các chốt hàng là khách mới á thì vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ. Còn khách cũ á thì cho em ba số đuôi kèm với mã hàng mấy chị nha. Thu Thủy khách mới như có địa chỉ rồi. Thu Thủy khách mới. Hoặc có địa chỉ rồi thì phải. Số đuôi bao nhiêu? Số đuôi 9982. 9982 hả? Bà Bibi ghi cái kia cho bà Bibi giúp em ơi. 45k. Nhân ghi giá giúp em luôn nha, cô ghi giá. Cái này. Cái trong bài á 45. Đi hả? Chị thị đâu? Đó. Ghi giá giúp em. 45k hả? Dạ. Ok, cái thằng đang mặc để cho bé Nguyễn Ngọc này. Thu Thủy 9982 có đầm có cái trên bài 45k rồi nha em ơi. Rồi mẫu này mấy chị ơi, mẫu xinh đẹp này nha. Ghi cho chị. Chị Mai đặt một cái này. Rồi, cái đầm sơ mi này nhóm chị ơi, 89k. Chị nào lấy cái đầm sơ mi này comment cho em mã số 2. Chốt mã 2 kèm điện thoại cho em. Chất lụa cực đẹp luôn. Sơ mi này không có nhăn mấy chị yên tâm ha. Sơ mi đầm sơ mi này không nhăn yên tâm đi. Em mặc là dài tới gối nha, 1m55 là dài qua gối một xíu. Còn chị nào 1m6 thì nó sẽ tới gối, nó trong gối hoặc là nó trên gối khoảng 2 phân ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đầm sơ mi mấy chị vải này cực kỳ yêu mấy chị yên tâm nha. Mã số 2 cho em 89k cực đẹp. Cực đẹp luôn, chị nào lấy số 2, comment số 2, 1m6, 54cân đổ về nha, mã số 2 giúp em. Dài, mấy chị dài chứ phải ngắn nha. Chốt mã 2 này, mã 2 kèm điện thoại cho em ha. Mã 2 kèm điện thoại cho em, để đứng dậy các bạn Ngọc bỏ mắt vườn ta. Ngọc mặc hơi rộng xíu nha Ngọc nha. Nếu em thích thì về bóp lại một chút nha Ngọc. Cái này Ngọc mặc hơi rộng một chút nha Ngọc nha. Cái này eo của nó tầm 73-74 gì đấy đó Ngọc ơi. Nếu Ngọc thích thì Ngọc phải bóp một chút. Còn nếu mà rộng quá thì thôi để chị bán cho người khác nha Ngọc nha. Đây, cái này eo của nó cỡ chỉ là eo số 8 là mặc như thế này ha. Có đầm em mệt không là sao? Em mặc không có đầm em mặc chị ơi. Có đầm em mặc nha. Còn không? Đầm em mặc còn màu khác nữa. Đầm em mặc có màu hồng nè. Với lại màu... Khi nào tính màu hồng trước nha. Màu hồng trước cái gì ha. Chị nào lấy màu em mặc comment mặc không cho em đi. Eo 74 đổ về nha. 1m6 khoảng 52 cân. 1m6 khoảng 52-53 cân. 1m55 là khoảng 47-48 cân. 48 cân á. Chị nào ôm cái màu đang mặc comment mặc không cho em. Dạ để em bóp. Ok mà không chốt cho Nguyễn Ngọc luôn ha. Anh nói là mà không cho bé Nguyễn Ngọc giúp em nha. Rồi màu này. Chị nào ôm màu này. Màu này rất là đẹp. Màu này mặc cả đời cũng không hư luôn á mấy chị. Bài của nó là bài già bố nha, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ xịn. Dạ dạ. Cực kỳ xịn luôn. Rồi chị nào ôm mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 9 nha mấy chị. Mã 9 kèm số điện thoại giúp em nha. Đây, mã 9 siêu đẹp mà cả đời cũng không hư luôn á mấy chị. 1m6 khoảng 54 cân đổ về ha, chúc mã 9 cho em. Rất là đẹp luôn. Thấy xấu xẻ nha. Mã 9 comment mã 9 cho em. Bài bố già nha mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Mã 9 bao nhiêu tiền nha? Mã số 9 89k. Mã số 9 89k mấy chị ơi, bài bố nè. Rồi mã số 9 89k giúp em. Mà không em hết mấy chị ơi, mà không em còn màu khác á. Mà mấy chị đợi một chút xíu nha. Đợi một chút còn nha mấy chị. Đi lên luôn đi. Tại vì em không biết nó nằm ở đâu á. Ok chị Hiền Dinh nha, ngày mai em inbox cho nha. Nha em book đơn cho chị thứ hai, đi thứ hai mà chị khoản em đi đơn cho nha. Chị nào ôm mẫu này comment cho em mã của nó là mã số 5 nha mấy chị. Cái em mặc bao nhiêu tiền? Mẫu em mặc 89k hết rồi. Em tưởng hoặc là màu khác. Còn màu khác nhưng mà em tạm thời em chưa hết lấy ra chẳng có biết nằm chỗ đâu. Tí nữa xếp đọc ra mới biết được. Rồi mẫu này nha. Chị nào mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 5. Số 5 kèm số điện thoại giúp em. Mã số 5 nhắn chị ơi 89k. Comment mã 5 cho em, đằng sau có chìa khóa. 1m6 khoảng 52 cân đổ về nha. 1m55 khoảng 48 cân, 47 cân. Comment mã số 5 giúp em. Số 5 kèm số điện thoại chị nha, 89k. Mã 5 89k giúp em nè. Mã 5 nè. Mã 5 89k. Mã số 5 89k cho mấy chị ơi. Comment mã 5 nha mấy chị. Anh ngồi đây luôn nha. Em. Dạ. Anh ngồi đây em thấy đây nha. Ừ. Thấy không thấy đây cũng được nè. Một cái quần jean co giãn nha mấy chị nha, một cái quần jean co giãn cực kỳ xịn luôn, size 26. Chị nào vừa comment mặc 26 giúp em. Đây mẫu này nha chị ơi, mẫu này 85k, quần jean co giãn này đó mấy chị. Em sale luôn 65k nhé. Sale 65k size 26, chị nào lấy chốt mặc 26 giúp em. 65k quần jean co giãn nha. Từ 5 cho BB này. Mét 6 khoảng
Màu đen mét 6 khoảng 48 cân, 1m55 á, 1m55 là khoảng 43 cân đổ về tha 26. Comment mã 26 giúp em. Size S nha mấy chị nha, size S. Mã 26. Chị nào lấy comment mã 26 giúp em, 26. Mã 65k. Comment 26 giúp em ha. Mấy chị yêu ơi, xe like chị nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Xe like mạnh tay nha mấy chị nha. Xe like mạnh tay giúp em nha. Đây mẫu này đẹp lắm nè. Mẫu này cực kỳ dễ thương luôn. Mẫu này có nhiều màu nha mấy chị nha. Đây màu này em có nhiều màu, màu này đẹp dã man luôn á. Màu này rất là chim ưng luôn nha mấy chị. Đây, trời ơi xinh chưa. Có cái hàng khúc như vậy nha. Cổ của nó này đẹp kia nè. Đó, xinh đây là xinh luôn. Có dây thắt eo nè nha mấy chị. Mẫu này là tầm 40 cân đổ lên nè và 54 cân đổ về nha. 40 cân đổ lên, 54 cân đổ về mét 6. 54 cân đổ về mét 6 ha. Đó, đuôi cá và thắt eo như vậy. Đầm sơ mi mấy chị có thể mặc đi chơi, đi làm, đi tiệc đều được. Rất là dễ thương. Rồi, chị nâng mẫu này, mẫu này. Đây màu này đẹp lắm nha. Màu này nhắm chị ơi, màu này 89k, comment cho em mã số 2. Mã số 2 89k cho em mã hai kèm màu nha. Hai xanh, hai đỏ và hai hồng. Hai xanh, hai đỏ, hai hồng giúp em. Hai xanh, hai đỏ, hai hồng. Đây hai hồng ha. Hai hồng. Rồi hai đỏ. Ba màu mấy chị nha, hai xanh, hai đỏ, hai hồng giúp em. 26 cho VV này, cho hai, hai xanh cho lại thì Trung Hiếu này em thấy. Hai xanh cho lại thì Trung Hiếu. Anh đọc tiếp rồi này em chốt tiếp nha. Ừ. Hai xanh lại thì Trung Hiếu. Hai xanh cho chế Phương Trang này. Hai xanh cho Phương Trang. Tôi biết em cầm như thế. Hai xanh cho Phương Trang. Rồi hai đỏ hai hồng. Lấy hai đỏ của bên hai đỏ, còn hai đỏ hai hồng này. Hai đỏ cho Tâm Tâm. Hai đỏ cho Tâm Tâm. Rồi còn hai hồng. Thầy ơi đi anh ghi cho. Tâm Tâm này. Phương Trang này. Dạ chị, bao nhiêu em nhỉ? Dạ 89k hết. 89. Cái này em sẽ ghi giá cho em nha. Ok. Đây của Phương Trang này. Để em mở cái hồng nó giống chị coi, những cái hồng đẹp lắm. Đây số 2 em còn màu hồng này, chứ lấy màu hồng của em hai hồng cho em nha. Ủa cái hồng hơi bị đẹp luôn, em mở cái hồng giống chị coi. Nó bị ghiền luôn á. Hồng hơi bị đẹp nha. Đây hồng đây, hồng đây. Hồng xinh đẹp đây. Phương Trang 3367. Chị đã ân hồng, chốt hồng cho em. Đấy hồng xinh chưa. Em là em thích màu hồng, chọn đời thích màu hồng. Rồi chị đã ân hồng, comment cho em mặc của nó là mã số 2 hồng nha. Hồng cực đẹp. Đó mấy chị thấy hồng đẹp chưa. Bao đẹp luôn, mẫu này mặc lên nó bị xinh nha. Bà xem bông lê rồi, bà mặc mẫu này hơi bị hợp nha bà. Rồi hai hồng luôn này, hai hồng nè. Hai hồng 89k luôn. Hai hồng 89k luôn, comment hai hồng giúp em. Rồi mẫu này có bịch chưa? Có bịch chưa? Hai hồng cho út xinh đẹp nè. Hai hồng cho bốt nha. Rồi còn một cái hai hồng này. Còn một cái hai hồng này nè. Hai hồng cho bà Vivi luôn. Còn riêng cái hai hồng này em sale 70k mấy chị ha. Đây cái cổ của nó bị một vết hơi mờ mờ như vậy. Vết mờ mờ xíu xíu nhỏ nhỏ nha mấy chị nha. Đây em sale xuống 70k luôn. Chị nào lấy comment mã 70 cho em luôn nè. Comment mã 70 mấy chị ơi, mình chia sẻ từ từ thôi. Cứ khoảng 50 phút mình chia sẻ 3-4 nhóm, 2-3 nhóm gì đó thôi. Cách 5-10 phút là mình chạy bấm tiếp nha. Mình đừng cứ bấm liên tục một lần là nó bị chặn liền đó nha. Rồi mà 70 giúp em nha mấy chị ơi. Mà 70 giúp em, 70k. Mà bị chặn là nha. Nó bị chặn là nó hủy hết mấy cái bài mình chia sẻ lên đấy. Rồi cái đầm này nó bị một chấm nhỏ nhỏ ngay cổ áo em siêu 70k. Chị nó lấy chút mà 70 cho em luôn. Má 70 cho chị Thắm Nguyên này. 70 cho Thắm Nguyên. À đầm hồng em mặc còn một cái nha. Chị nào lấy chút luôn cho em nè. Chút luôn cho em nè. Đây đây hình như cái này nó nhỏ hơn sao, nó nhỏ hơn cho bà. Cho bà ấy đi. Bé Nguyễn Ngọc. Ừ đúng rồi, cái này cho 70 cho bé Nguyễn Ngọc cái này đi. Nè cho bé Nguyễn Ngọc size M này. Chị lấy 458 mất rồi, chị lấy 458 mất rồi hình đại diện nha. Rồi, đó đó của Nguyễn Ngọc. Rồi cái đầm em đang mặc chị nó lấy chốt cho em mã số 2 1m6 54 cân đổ về eo 74. Mã số 0. Mã không chứ mã không cho em. Chốt mã không đi mấy chị. Mà không nha, chút mà không cho em màu đang mặc nha. Màu đang mặc mà không còn màu đỏ nữa nha mấy chị nha. Còn màu đỏ này, màu đỏ size L là bằng cái này nha, mét 654 cân. Size L mét 654 cân và màu số 0 em đang mặc là còn hai màu. Màu hồng và màu đỏ ha, màu hồng và màu đỏ. Hồng nu và màu đỏ nè mấy chị ơi. Màu hồng, màu đỏ, 89k hết luôn. Đây đừng chế nào khách mới, chế nào khách mới để lại cho em mã số kèm số điện thoại nha. Chế Sakura mã số 0. Mà không màu, không màu. Không kèm màu cho em đi mấy chị ơi. Không kèm màu đỏ.
nha. Không kèm màu cho em. Không hồng và không đỏ màu nha. Màu hồng. Chị Liễu Nguyên thì chưa có số điện thoại địa chỉ, em chưa chốt được này. Không hồng. Không màu hồng cho Hương Trần này. Không hồng cho Hương Trần, không đỏ, không đỏ. Không đỏ cho chị Huệ Nguyễn, Huệ Nguyễn nuôi ba năm năm này. Hết. Không này. Không đỏ. Không đỏ. VV nữa hả? Không đỏ cho VV nữa này. Không đỏ cho VV. Hết luôn. Rồi cái đầm quà, cái đầm cổ yếm này đẹp quá. Không đỏ chị Huệ Nguyễn. 89k. Vừa không em? Huệ Nguyễn đó hả? Huệ Nguyễn ai biết họ chế size L chứ vừa không? Mấy 654 cân. Chắc là chế vừa. 89k. Rồi mẫu này chị ơi, chị nâng mẫu này 89k, comment cho em mã đen nha. Đầm yếm mã đen ở trên này nó có hai lớp vân, hơi mỏng mỏng một chút. Rất là sexy với chị ha. Mặc lên, mặc áo ngực đen nó nhìn sexy đẹp lắm. Rồi chị nâng mẫu này comment liền cho em mã đen 89k, yêu co giãn thoải mái luôn. Mét 6 khoảng 55 cân, 56 cân đổ về ok luôn nha. Mét 6, 55, 56 cân đổ về ok. Ở dưới này lót rất là dày nha mấy chị nha. Trên phần ngực có thì không có lót, trên phần ngực để cho nó hơi mỏng mỏng một tí để tạo độ sexy cho đẹp đen. Ha. Đen cho bèo tây nè. Đen cho bèo tây, rồi bà bèo tây mặc này đẹp lắm nha bà bèo tây. Rồi đen cho bèo tây nha. Đen cho bà bèo tây. Rồi mẫu cực kỳ xinh đẹp này nha mấy chị ơi. 89k này. Rồi cái này mình gài cúc ở đằng sau giúp em nha. Đó cực kỳ đáng yêu luôn. Rồi chị đơn mẫu tiểu thư này. Comment cho em mà của nó mà số 8. Dài qua gối nha. Ok nè, không hồng em nhường cho chị sau nha. Không hồng nè, không hồng mà lấy chị Hương Trần. Sau chị Hương Trần là không hồng dành cho chị Thu Thủy nha. Thu Thủy 982 nha chị ơi. Chị Thu Thủy 982 lấy cái mẫu em đang mặc ok cho em nha. Màu hồng em đang mặc luôn nha. Thu Thủy được cái mẫu em đang mặc nha. Thu Thủy ok lại lần nữa cho em để em biết không, Thu Thủy có nghe ha. Còn không thì để em cho chị khác nha. Dạ, rồi chị nâng cái mẫu đen này comment liền cho em nè. Mã số bao nhiêu em mới đọc không mấy chị ơi? 89k. Mã nhiêu nhờ? Tiểu thư mà nhiêu nhờ? Còn không nhớ thì comment em mã đen 2 cũng được. Đó là đen cho bèo tây. Còn cái này là mã đen 2 cũng được. Tại không nhớ mã số. Thu Thủy ok rồi kìa. Ok ok. Rồi chị nào lấy cái mẫu này comment đen 2 cho em nha. Đen 2 cực đẹp. Đen 2 đẹp rất ngây luôn, thật sự. Đen 2 cho VV nè. Đen 2 chốt cho bà V ha. Đến rồi lấy đen 2 nữa không? Đen 2 thì ông Nguyễn Thị Bích chưa có số điện thoại thông tin bên em nên chưa chốt hàng với chị ơi. Chút chị chốt hàng comment cho em đến chị Ngô Loan này. Mã số kèm số điện thoại là em chốt được liền nha. Chốt body cao cấp mấy chị ha, vàng hơi body hồng. Một chút chín hồng chị Ngô Loan ơi. Ủa mã chín hồng em đâu có mã nào chín hồng đâu, chị có nhầm mã không chị ơi? Đây màu này hồi nãy em đọc nhầm chín, sao đọc lại mà không đó. Rồi màu này nha, size M mấy chị ơi, 1m6 50 cân, size M nha, 1m6 50 cân, 95k. Dạ đầm chín đúng không? Dạ vâng đúng rồi, 95k, đầm thiết kế cực kỳ đẹp luôn, 95k nha, cực kỳ đẹp. Thấy hoa hoa nha. Đây táp bài dịp loa luôn. Dạ, táp vào dịp loan luôn. Thanh Hòa hôm nay chia sẻ nhiệt tình cho chế nha, để chế tặng quà cho Thanh Hòa tiếp. Chế rồi, ơi, chế nhà bên em cắt mới là số điện thoại vi mã hàng kèm một dòng là em tuyết được liền nha. Nhiều khi chưa biết mấy chế có ưng hay không á. Eo 65 đến 76. Áo em đang mặc hết rồi. Eo 65 tới 76, 95k, comment mặc 95 cho em luôn. Mà 95 mấy chị nha, chốt mà 95 cho em cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Mẫu này em bao đi tiệc cho mấy chị luôn. Ở dưới này là chốt này, chốt poly cao cấp nha, cực kỳ xịn luôn. Mét 6 khoảng 55 cân, 54 cân đổ về đi cho thoải mái. Mét 6 54 cân đổ về. Comment nhanh tay giúp em. Mét 6 54 cân đổ về, tại vì eo nó có độ co giãn á, co giãn tới 75 luôn em, 75 luôn ha. Không phải, có được tặng không để em nuôi thêm gì hàng cho em luôn. Comment liền cho em mà 95 mấy chị nha, chị nào ạ? Thanh Hòa mà 95, mà 95 chế rồi, nhà có lọc chia sẻ không vậy? 95 cho bà VV nha. Hoa Hoa ơi, không sao đâu, bên chế bao lỗi mà. Hoa Hoa, cái nào lỗi Hoa Hoa chụp lại cho chế. Nếu mà không xử lý được để chế bao. Chế bao đổi trả cho Hoa Hoa nha. Hoa Hoa là Thanh Hòa. Hoa Hoa là Thanh Hòa hả? Ủa sao bà Lâm nít thế? Rồi, comment nhanh VV một cái nè. 95 cho VV một chiếc nè. 95 cho VV một chiếc ha. 95 cho anh Thi nè. 95 cho anh Thi. 95 cho anh Thi luôn á. Nè anh biết giùm em. 95 cho anh Thi. Thế nào lấy 95 comment thêm 95. 95 còn một chiếc, chị nào lấy 95 comment 95 lên giúp em nha. Comment mà 95 giúp em. Chị chẳng biết kia rồi chứ thật ơi. Chị chẳng biết kia rồi hả?
À, nên có coi là chia sẻ hôm qua được không? Để coi bà có được tặng không? Để bà mua bà lụa nè. Thì cứ lừa đi trời ơi, vô đồ với anh cứ lừa đi chứ ngày hùng gì. Rồi màu này mấy chị ơi, màu này 70k. Có gì, màu có bao nhiêu đâu. Rồi màu này 70k luôn mấy chị, đầm cô tông ha. Nó eo, cái tà của nó là chéo một bên nha mấy chị, chéo một bên rất là xịn luôn. Đó, nhìn rất là modern, tay dài nha mấy chị, mặc ấm cúng và đẹp lắm. Màu này 1m6, 60 cân vừa luôn nha, 60 cân đổ về mấy chị ha. Chị nâng màu này comment mà 3 cho em. Màu này comment mà 3 cho em 70k nha, mà 3. Mà 3 70k. Mà 3 70k giúp em, comment mà 3. Comment mặc hết rồi chị ơi, bên trà. Chị Vịt Trà ơi. Mà 3 giúp em, mà 3 đầm đen 70k nha. Comment mà 3 này, mà 3 70k này. Comment mà 3 70k giúp em nè. Mà 3 nha mấy chị. Chúc 3 giúp em. Mà 3 nha mấy chị yêu. Để hôm nay em xuống lấy nha, ok, xuống lấy thì bà anh Giang chỉ được cái là dụ dỗ em mua đồ. Ai dụ đâu, mua đồ đẹp. Đồ đẹp thì chắc đồ đẹp thì mình mua thôi ha. Rồi cái đầm sơ mi xinh đẹp này nha mấy chị ơi, mà bi chốt bi cho em nha, mà bi cực kỳ đẹp luôn, màu đầm sơ mi cực kỳ xinh, dấu cúc luôn mấy chị nha, dấu cúc luôn đây, đẹp chưa, bao đẹp nha, dấu cúc luôn nha. Comment mà bi cho em. Mà bi 89k nha mấy chị nha, chúc mà bi giúp em. Anh Giang xem hộ em vụ kia chưa? Thủy vụ gì lắm? Xem rồi bà. Bà Thủy bà qua đi. Rồi, comment mà ba chị nhắn tin cho Thủy rồi mà Thủy không tin chị hay sao mà còn phải hỏi anh Giang. Rồi, mà bi comment bi giúp em. Mà bi cho Hương Trần nè. Bi cho Hương Trần ha. Em nha, cứ qua đi. Bi cho Hương Trần ha. Bi chốt cho Hương Trần. Bi bao nhiêu đây? Có bi nhiêu? Ari chưa có bi rồi. Dương Trần lấy bi rồi. An Ari chưa có bi ha. Chị An có địa chỉ điện thoại rồi. Chị An cứ comment mã số thôi em làm biết nha. Có số điện thoại địa chỉ là comment mã số là biết này. Chung với Nguyễn Ngọc Phương này, ok này. Không có mấy nó nhỏ quá à thì gì em? À nghe được không mấy chị ơi? Mấy chị nghe được không, có nhỏ quá không? Nếu nhỏ quá để em đeo mic nha. Chị nào thấy nhỏ quá để em đeo mic nè. Có nhỏ quá không mấy chị? Đây màu này cực kỳ xinh luôn mấy chị nha, màu này yêu lắm. Trời dễ thương chưa? Quá cưng luôn ha. À màu này đằng sau, quê đằng sau cái đằng trước này. Đây, đây đằng trước nha. Dễ thương chưa? Cực kỳ đẹp luôn mấy chị, mặc nó cưng lắm. Nhìn đi như công chúa vậy á. Rất là dễ thương. Nghe ok mà. Rồi em này eo tới 80 luôn mà Thanh Hòa mặc được này, Thanh Hòa Phong Xuân. Eo tới 80 nha. Eo tới 80 luôn. À, Thanh Hòa mặc ok luôn, màu này 1m6 khoảng 78. Eo 78 độ về, 1m6 khoảng 58 cân nha. 1m6 khoảng 58 cân độ về, comment mã xanh cho em. Mã xanh cho em. Xanh cho chị Mai Trang nè. Xanh cho Mai Trang. Xanh cho Mai Trang ha. Trời ơi, em đừng có lo. Xanh cho Mai Trang. Hôm qua em mê, hôm qua lỡ mê chơi quá nên chưa có lòng chia sẻ là mới bị lao ở tối xong nè. Rồi nên Mai Trang. Hôm nay anh có bố hai lần lên làm thế. Cứ có chia sẻ là có được thôi, đừng có bị chặn nhá. Khi mà mình bị chặn, mình chia sẻ mà nó mình bị chặn đó, là nó gỡ hết bài xuống đó. Gỡ hết bài là bên chị Lộc là không có thấy rồi, được em chia sẻ. Dạ, không có một em à. Sao có một em à, chị Liễu thì bớt chưa chốt rồi nồi này. Wow, màu này láo không giống quần nữa chị nha. Mơ hả? Không biết em thấy rõ mà. Rõ mà ta. Đúng rồi, mạng đúng rồi. Em thấy bình thường mà. Rồi. Vậy là do mặt mình chế rồi, em dấu quần rất là xinh đẹp mấy chị ơi. Em này dấu quần nha mấy chị. Mấy chị mặc em dấu quần này cực kỳ đẹp luôn. Chị nào ơn em này nha màu vườn nha. Gì vậy? Em này dễ thương nè. Cho hả? Màu vườn cho. Tao đưa sự biết chứ. Rồi chị nào ơn em này comment cho em mã của nó, mã số 7 nha. Phối với em quần rất là xinh luôn. Em quần dài nha. Nó đâu có coi dạng đâu. Chúc mà bài cho em thì đâu có dạng đâu. Cái đó nữ mặc được, biết nam mặc được không? Rồi mà bày cho em một bộ nha mấy chị, một bộ thể thao ha. Mà bày cho em, mà bày 95k thôi mấy chị. Mà bày có 95k thôi, cực kỳ đẹp luôn. Chúc anh bự lắm, anh bự lắm. Thôi sỏ tay bự lắm, sỏ tay à, con vừa rồi. À, là con vừa rồi, da mà con vừa rồi. Mà bày tầm 60 cân đổ về thôi mấy chị nha. Mà bày tầm 60 cân đổ về thôi, chị nào lấy bày chúc mà bày cho em. Chúc mà bày giúp em. 60 cân, 50 cân trở lên và 60 cân đổ xuống nha. Nhỏ quá mà cũng không có đẹp. Mà bày cho chị nha, chúc mà bày.
tại vì cái đó mặc đâu, cái đó vô cùng mặc đẹp lắm, ai mà 40 cân á mặc vô cùng đẹp lắm. Tại tay em bự quá lùn không vô được chứ người thì vô được đấy, tại tay em bự này. Cái đó là tầm 40 cân đủ lên, mặc form vô quần rất là đẹp, nghe mặc vô quần đẹp lắm lắm luôn á. Chị nào lấy chút mà bày liền, có 95k thôi nha. Ủa, rồi em này. Bây giờ có cái nào khác giá không? Có chứ. Em có nào thôi, anh tạo tiền trả hết đấy. Rồi màu này, à, ngày mai chút hàng mới chứ tự nhắc à. Rồi chị nói màu này comment liền cho em, mà của nó là mã số 50. Mã 50 là 1m6 54 cân đổ về, rất là đẹp luôn mấy chị ơi, phong xuông nha, phong xuông đập công sở, phong xuông cực kỳ đẹp luôn. Đó 89k, chất thì khỏi chê, chất là đẹp giả mang, không có nhăn đồ luôn mấy chị nha. Chị nói ưng chút liền cho em, mã của nó là mã số 90 không nha. Chị như vậy nghe hoang phán rồi. Đây 90 cho em. Mã 50 là chị vậy. À 50 chứ mà 90 đâu. 50. Mà 50 giúp em nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, xe livestream em tặng quà tiếp mấy chị ơi. Mấy lượt chia sẻ rồi? 289 lượt chia sẻ, mấy chị chia sẻ tiếp cho em lên 300 chia sẻ em tặng quà tiếp nha. Lên 300 chia sẻ tặng quà tiếp nha mấy chị nha. Lên 300 lượt chia sẻ nha. Lên 300 lượt chia sẻ em tặng quà tiếp nha mấy chị yêu ơi. Lên 300 nha, 300 lượt chia sẻ nha. Chị đó. Em mang số 7 nha. Chị nào lên 300 lượt chia sẻ thì báo em nha. Báo em mà mấy chị ha. Em ơi. Dạ. Cái này 95k hả? Cái đó 90k. Ok, mấy cái hồi đấy là 89 nha hết hả? Dạ. Cái nào khác giá em báo mà á. Ờ, nói vậy anh không thấy em báo anh đâu. Không nghe chưa? Ừ, thì anh một hai bên mà. Mặc đầm tặng đi đầm cưới rồi chụp hình gửi chế làm phản hồi. Bảo mặc đi mà ai cũng khen. À vậy hả? Rồi tiếp nha, mặc ai cũng khen hả? Ừ, nhớ chụp hình phản hồi cho chế nha. Rồi tiếp nha mấy chị yêu ơi, tiếp nha, đúng rồi mặc có 50 ấy, mặc của chị Di Anh comment lên là cái set mặc số 7 kìa. Em biết rồi. Rồi cái đầm này ha mấy chị, bầu bí bông chen vô tư, mặc đẹp luôn, chị nào không bầu bí mắt rất là xinh luôn. Mặc làm form mình mang thêm bata nè, form rộng của mấy chị mang bata cực kỳ xinh nha, đuôi cá như vậy khỏi chê luôn ha, cực kỳ xinh đẹp luôn. Mặc đặc biệt cái du lịch thì đẹp khỏi chê luôn nha mấy chị. Chị nào ưng mẫu này comment liền cho em, mặc của nó màu vàng. Mã vàng 89k, chút màu vàng cho em, đẹp giả mang luôn, hai lớp mấy chị ha, vòng hai lớp cực kỳ đẹp. Và vòng này vòng xịn đàng hoàng mấy chị, đẹp hơn chất trong shop bán nhiều luôn đó mấy chị ha. Rồi comment cho em mã của nó màu vàng nha, chút màu vàng. Mã 50 cái đầm đen cổ trắng vừa rồi là chốt cho chị 6 xẻ nha. 6 xẻ mã 50 nha, chút màu vàng cho em. Mã vàng này mấy chị ơi, mã vàng nha. Mã vàng 89k cho em. Chút màu vàng 89k giúp em nha, chút màu vàng. Mã vàng 89k ha. Mã vàng cho Vivi nè. Vivi mở comment nghe ha. Rồi chế nào lấy vàng rồi comment mà vàng đây cho em nha. Rồi cái chổi đỏ này dễ thương quá, cho máy xinh chưa? Xếp ly mấy chị ha, cho máy xếp ly và em áo gân nha, cực kỳ dễ thương luôn. Em áo gân. Máu vàng cho Sakura đôi 477 nè. Vàng cho Sakura nào lấy hết vàng nha. Rồi đỏ. Yêu 68 độ về tầm set nha mấy chị nha, yêu 68 độ về. Chị nào lấy đỏ comment mà đỏ cho em. Xếp đỏ 89k luôn. Mà đỏ 89k. Yêu số 8 đổ về 1m6 khoảng 50 cân nha. Không, 1m6 48 cân á. 1m55 là 46 cân nha. Yêu 68 đổ về. Nhìn lấy chút mà đỏ cho em, mà đỏ. Chút mà đỏ liền cho em nha. Đỏ cho sen mông lê nè. Đỏ cho sen mông lê. Đỏ sen mông lê. Đỏ cho sen mông lê ha. Đầm nhung nha mấy chị ơi, mã nhung nha, đầm nhung. Comment mã nhung cho em luôn. Qua cái đầm nhung body. Wow. Em ơi. Một cái đầm nhung body quá đẹp luôn, quá ưa là đẹp. Bao nhiêu ấy? 89. Một cái đầm nhung body quá đẹp luôn, chị nào lấy chút mã nhung cho em. Mã nhung mấy chị nha. Đầm nhung nha mấy chị ơi. Đầm nhung 95k, chị lấy nhung chút nhung cho em. Đầm nhung 95k nha. Chị lấy nhung chút nhung, đầm nhung tới 100 mấy luôn không mấy chị. Đầm nhung 95k này. Đây, siêu 95k thôi. Bao nhiêu ký mọc vừa? Mét 6 khoảng 52 cân đổ về. Có đủ co dạng, mét 6 52 thôi nha. Đầm nhung mà mấy chế ơi, đầm nhung 1m6 52 cân đổ về nha. 95k mấy chế ơi. Đây, comment mã nhung cho em, cực kỳ đẹp, mặc lên hơi bị đẹp luôn body ha mấy chị. Mặc lên đẹp lắm.
Đây là Nhung nhá. Nhung xinh lắm nha. Rồi comment liền cho em mã Nhung, mã Nhung, chúc mã Nhung. Chết Nhung dùng cái hết đồ hôm qua mình bán. Có Nhung. Mã Nhung chúc Nhung cho em, mã Nhung nha, mã Nhung. Mã Nhung nè. Nhung cho ai đây? Nhung. Nhung cho chế Mai Trang này, đuôi 097 này, chế Mai Trang mà vừa không em? Mai Trang mà size M. À ok. Nhung cho chị Mai Trang đuôi 097 nha. Rồi xếp lệch vai thì Diệm bị hụt mất rồi, thì Diệm cố lên nha. Thì Diệm comment thì sau bị hụt mất rồi. Rồi em này rớt vai mấy chị ha. Em này rớt vai này, rất là dễ thương màu đen. Mà chung với lại cái chân váy có độ co giãn, chân váy xếp ly có độ co giãn luôn. Mét 6 và 52 cân đổ về nha. Comment mà sọc Nhung, chị đã lấy chút mà sọc cho em 89k thôi. Mà sọc 89k, comment sọc cho em nha mấy chị. Một xếp sọc 1m6 50 cân đi cho thoải mái nhá. Eo em này tầm 70-72 á. Comment cho em mà sọc bộ kìa, Hương Trần. Có hai bộ em để dành mặt rồi. Rồi comment mà sọc cho em nha. Mà sọc cái hết chung có tiêu rồi. Mà sọc cho em này. Sọc cho chị Hiền Dinh này. Sọc cho Hiền Dinh 89k. Rồi cái set này ha mấy chị. Chào chị Bách Mộc nè. Đó. Hello chị Bách Mộc. Vô phay được bình thường rồi đó. Tại vì sáng bị chặt mà. Rồi ngồi này. Chưa gì đã la làng lên rồi. Trời ơi, làm em tình cho ngủ. Tình cứ ngủ luôn. Rồi màu này đang ngủ ngon. Eo 74 nha. Này 8 set đây, 89 luôn rồi. Dạ. Eo 74 ha. Eo 74 nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt liền cho em, mà của nó là mã caro. Chốt caro cho em, eo 74 1m6 52 cân đổ về. Chốt caro giúp em nha, mã caro. Nãy nói bao nhiêu lượt chia sẻ tặng quà vậy? 300 mấy á. 300 mấy hả? Bây giờ 389 kiểu. Ok, 385 rồi. Mình chỉ nhắc hết chế Thanh Hòa lúc nào cũng nhắc. Ok. Tặng quà nha. Rồi chị nào ơn bộ này comment mà caro cho em đi, tặng quà này caro 89k luôn. Đó, lâu bán siêu cho mấy chị nha. Caro 89k siêu rẻ cực kỳ ha. Bộ này mà có 89k, bộ này xinh lắm. Quà này đẹp mà xinh lắm nha mấy chị nha. Đẹp mà xinh lắm nha. Rất là đẹp và xinh luôn. Rồi chị nào lấy caro chốt caro cho em luôn nha. Caro E74 1m6 và 54 cân. Caro E74 89k lắm chị ơi. Caro E74 nhá, 1m6 khoảng 54-53 cân đổ lại là mặc vừa nhá. 53 cân đổ về thôi, 53-52 cân đổ về thôi. Comment caro giúp em nha. Đây caro đẹp. Bộ caro siêu đẹp luôn. Comment caro nhanh tay nhắm chị để em tặng quà nha. Chuẩn bị lên một món quà xinh đẹp tặng cho mấy chế nha. Đây caro nè. Caro ha. Tặng cái đầm đi. Tặng một cái đầm xinh đẹp nhắm chị nha. Tặng một cái đầm xinh đẹp ha. Tặng bông tai rất đẹp cái này. Tặng bông tai hả? Dám không? Hả? Hồng Anh chế có thích bông tai để tặng. Tặng bông tai đi. Cô chế nào thích bông tai không? Cô chế nào thích bông tai chấm lên để em tặng nè. Chế nào thích bông tai chấm lên em tặng bông tai nè. Còn thích thôi này để em tặng đồ nha. Chế. Chế nào thích bông tai hay đồ nè. Caro này. Là dạo này Thảo lên chế làm thức khuya bị tàn phai nhan sắc quá. Mua kem đi mấy chị ơi. Chị nào bị tàn phai nhan sắc mua kem nha. Em sáng nào cũng có tên bụng 3-4 giờ sáng hết. Anh Kim To mua kem rồi mà. Để em ráng like sớm xuống sớm nha. Rồi bông tai xinh đẹp. Chị nào ơn comment liền cho em, hơi bị đẹp nha. Để Thảo đeo thử cho mấy chị coi. Chị Anna mã caro chốt cho Trần Anh Thư nè. Caro cho Trần Anh Thư với bà Mai Lê à? Bà Vivi chứ. Ừ bà Vivi nè. Caro cho Trần Anh Thư đuôi 853 nha. Bà Vivi nè. Rồi chị nào ơn bông tai nè. Em tặng bông tai cho bị comment lên nè mấy chị ơi. Tặng đầm đi. Siêu đẹp nha. Thế nào một nửa là muốn tặng bông tai, một nửa là muốn tặng đầm. Thảo quyết định tặng bông tai. Rồi bây giờ mấy chị chuẩn bị comment cho em nè. Comment tặng bông tai nha, comment tặng bông tai. Em cũng ghiền cái đồ này lắm, đồ này đẹp lắm nha. Đồ này mô đen lắm mấy chị ha. Rồi mấy chị ơi comment lên cho em nha. Tặng chị đi, Nguyên Tuyền tặng chị đi hả. Nguyên Tuyền comment xuất sắc vô cho em. Comment nhanh tay cho em. Cái đồ bông tai này mà thuộc về ai là thế nào người đó cũng comment chúng mà. Rồi comment cho em nhóm chị ơi, mà của nó là mà 8700 kèm xin thoại đầy đủ giúp em. 8700 dạ. Tặng người đầu tiên hả? Tặng người comment đầu tiên. 8700 kèm số điện thoại đầy đủ tặng người đầu tiên nha mấy chị ơi. Tặng cho người đầu tiên nha, 8700 kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha, tặng cho người đầu tiên. Ôi giời ơi,
Bà Hiền còn mê nhanh thế nhưng mà sang cú pháp rồi. Cảm bông tài. 8.700 kèm số điện thoại để đồ cho em. 8.700 kèm số điện thoại cho chế VV này. Chế VV là người nhận được đôi bông tai đầu tiên của em nha, tặng thêm một đôi nữa luôn, một đôi giống mày luôn. Comment tiếp cho em nè. Tặng tiếp một đôi nữa. Em coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, 400 đúng không? 400 lượt chia sẻ, mấy chị chia sẻ là 500 lượt chia sẻ cho em nhé. Rồi bây giờ em tặng thêm một đôi nữa nha, tặng đôi này luôn. Comment cho em mà của nó là mà 7.342 kèm số điện thoại cho em, tặng cho người comment đầu tiên luôn. 7.342 tặng cho người kia đầu tiên này. 7.342 tặng cho người comment đầu tiên nha. Tặng cho VV một đôi rồi, bây giờ tặng thêm một người, một đôi này nữa ha. 7.342 kèm số điện thoại đầy đủ cho em nha. 7.342 kèm số điện thoại đầy đủ cho em. Chị Dương Ngọc Thúy 8.000. Em comment đầu tiên mà. Xem mau lên, đừng kỳ cò. Mau lên comment nhanh lên, không bị mất qua bây giờ. 7.342 kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Tặng cho người comment đầu tiên nha. Chế nào comment đầu tiên đây? Để kiểm tra cho. 7.342 đúng không? Dạ, 7.342 kèm số điện thoại đầy đủ cho em. 7.342 số điện thoại đầy đủ là chế Hoa Hoa này. Là có Thanh Hòa này. Dữ quá ta. Ủa sao máy em không thấy Thanh Hòa, anh có coi lại có đúng không? Hoa Hoa này. Hoa Hoa đúng không? Ủa bên, em thấy bà Hoa Hoa tuốt ở bên dưới này, đằng sau chị Đặng Thị Hương luôn á. Ừ. Không, lên 2 lần. Coi lại giúp em coi, coi lại giúp em coi. Sao bên máy em không thấy Hoa Hoa này? Lên 2 lần luôn. Lên Hoa Hoa rồi tới Thủy Lê 458 này. Rồi tới Trần Anh Thư này. Rồi tới Xem Phong Lê này. Rồi tới rồi. Xinh Đẹp này. Tặng rồi, cho Thanh Hoa nha. Rồi Hoa Hoa 7.342 kèm số điện thoại cầm tặng cho bà Hoa Hoa nữa ha. Rồi Xem Phong Lê chưa có cơ hội trúng quà rồi Xem Phong Lê. Cố lên nha em. Cố lên nha người đẹp ơi. Rồi đang đà bông tai, bán bông tai luôn nha mấy chị. Em trước mà. Không đâu, Hoa Hoa comment bên đây là phần mềm nó đọc ra bên đầu tiên đấy. Ừ. Không không đọc đọc luôn cho mấy dế nè. Hoa Hoa nè. Hoa Hoa này rồi đấy là 7.342 là Hoa Hoa rồi này. Rồi tới Thủy Lê 458 này, rồi tới Trần Anh Thư này, tới Xem Bông Lê, Út Xinh Đẹp, Phi Yến, Mai Trang, Sakura, Hoàng Hảo, Huệ Nguyên, Quyên Vi, Hồng Văn Trần, Đặng Thị Hường, Tâm Tâm, Bèo Tây, Phạm Hằng. Đó, bây giờ mấy chế kia còn sâu lắm. Rồi, tặng tiếp nha mấy chị ơi. Ông quay nhầm thầm bán cho mấy chị. Chị nào ôm vòng tay nè, em lên vòng tay xíu lên đầm tiếp nha. Lên nhanh lắm, có vài đôi thôi, không có nhiều đâu. Đây, đó. Mấy chế bên chơi mini game bên em biết rồi mà. Quan trọng là bên mấy chủ họ hiện lên chứ. Rồi màu này, màu này mình nha. 75k, chị nó ôm bộ này, comment liền cho em mà của nó là mã số. Đây, chị nó ôm cái bông tay này, comment cho em mã số 2 nha, 75k. Comment số 2 cho em. Bông tay này là bông tay em hay mang nha mấy chị nha. Em hay mang mấy cái loại bông tay này cực kỳ xịn nha mấy chị. Cái này chất của nó xịn lắm. Đó, em hay mang mấy bông tay này livestream này, rất là đẹp ha. Rồi, chị nào ơn 75k comment mà 75, ok mà số 2 cho em. Số mấy? Số 2 đúng không? Mã 2 75k cho em. Xuống mã 2. Mã 2 75k, nhanh tay chụp mấy chị ngàn năm mới về bông tay một lần nha. Mã số 2 cho chị Hiền Dinh nè. Hai cho Hiền Dinh. Ghi lên mình ngoài em. Trời ơi, ghi này lâu lắm á, giang ghi giúp em đi. Để em lên đôi khác. Đây, mã 2 cho Hiền Dinh nè. Đó, chốt cho chị Hiền Dinh đi. Okay. Em về em bán cho vui luôn mấy chị ơi, bán cho vui thôi chứ không có lời đâu nha. Thật luôn á, giá mua sao bán vậy luôn đó nha. Đây nè, đây nè mấy chị, giá mua sao bán vậy luôn á. Rồi, đôi này nha mấy chị, đôi này nha. Chị nào ơn đôi này. Bán cho vui thôi nha. Đó, đấy thôi, mới thảo cho vui thôi. Đó, đây, đôi này xinh đẹp này, đá long lanh nha. Chị nào ơn mổ này, cầm em mã sao cho em. Mã sao 40k. Thanh Hòa nói, mất gì giận, trời ơi. Chú bảo rồi, quay đọc bên mấy chùm, anh đọc có bèo tay tút lút đi. Mã sao 40k, cầm em mã sao cho em, xuống sao. Mã sao 40k này. Cái này bán cho vui thôi, mấy chị lấy thơm lấy thảo thôi. Đó. Chứ không có lời đâu nha. Mua sao bán vậy á. Mấy em thấy em đầu tiên, đúng rồi. Rồi. Máy của chế nào cũng đều thấy mình đầu tiên hết. Tại vì mình có mấy máy mình trước mà. Chính xác. À, cái đôi em đang mang nha mấy chị nha. Đôi đang mang giá hơi cao chút. Rồi, mà sao. Mà sao cho ai đây? Mã sao cho Hiền nè. Mã sao cho Hiền nha. Đây, cho Hiền nè. Anh ghi Hiền mua giúp em. Ghi chữ Hiền mua giúp em nha. Rồi, cái bông em đang mang đi.
lên hàng mắc tiền chút nha. Đây, em hồi chiều mới đi lựa mấy bông tai xinh đẹp này á mấy chị. Cái này là em bán giá, em lấy luôn á mấy chị nha. Có nghĩa là lâu lâu em bán tri ân cho mấy chị là giá. Đây nè, đây nè mấy chị, giá đằng sau nè. Đó, 75k màu đôi nha. Cái này em lấy em mua sao em bán vậy luôn á, không có lời một đồng nha. Cái này bán tri ân cho mấy chị cho vui thôi nha mấy chị nha. Cái này kiểu như là mấy chị hay hỏi em phụ kiện á, em bán cho vui thôi nha, có là sao bán vậy nha. Rồi đây nè, đôi em hay mang livestream nè. Rồi chị ơn đôi này comment mà 75 cho em luôn, 75k đôi này xịn lắm, đôi này mang không có bị đen luôn. Đôi này mang bao lâu rồi mà vẫn cứ sáng ha, vẫn cứ sáng và rất là đẹp không có bị đen. Rồi comment mà 75 cho em luôn, mà 75, mà 75. Rồi xuống 75 luôn nha, xuống 75 luôn. Chứ nào chốt 75 comment 75 cho em luôn. Đây 75 nè, 75 cho Út xinh đây, đẹp. Đây 75 cho bà Út nè. Quên xin bà chủ của tiệm mấy cái bịch. Rồi 75 cho Út luôn nha. Rồi màu này, màu này, màu này luôn mấy chị yêu ơi. Trái tim xinh đẹp. Chị nâng màu này rất là sáng long lanh luôn. Đó, đẹp cực kỳ luôn mấy chị ha. 75k luôn, comment mà tim cho em. Mà tim nha, chốt mà tim 75k cho em. Mà tim luôn. Hả? Mà tim, comment mà tim giúp em. Lời lội chưa? Quên xin bịch hồi chiều, quên xin bịch. Không có bịch, không có bịch nhỏ. Rồi mà tim luôn nha, 75k luôn. Đây có mấy đôi rồi mấy chị ơi, chốt nhanh tim, nhanh. Tim 75k này, tim cho Nguyễn Như Ý nè. Tim cho Nguyễn Như Ý nè. Đây, tim của bà Nguyễn Như Ý nè. Đó, tim của bà Nguyễn Như Ý đó. Rồi tiếp nè. Trời ơi, đẹp quá. Nè mấy chị, mua sao bán chạy nha, không có lời đồng nào đâu. Đây nè, bằng chuẩn nè, 125k nha, 125k, không lời đồng nào. Đây, hơi bị đẹp, cái đôi này mang hơi bị đẹp luôn đó, hơi bị ghiền. Em mang thử cho mấy chị coi đôi này, trời ơi đôi này xinh lắm. Tính vú để mang đôi này nè, đôi này hơi bị đẹp. Đó, mang thử cho mấy chị coi, hơi bị xinh luôn, đôi này mô đen lắm nha, đôi này đang hot. Rồi chị nương đôi này comment cho em mà, của nó mà. Hả? Sao? Không phải, giá 75 á, nó có hai số á. Rồi chị nói màu này, Giang sợ em bị nhầm giá. Lầm giá là lộ thấy bờ luôn. Rồi màu này nha, chị nói màu này comment liền cho em 125k. Comment liền cho em mã của nó là mã số 6. Hả? Mã số 6 cho em nhé, số 6 125k. Không biết. Không biết. 125k. Comment mã bao nhiêu nhờ? Bao nhiêu nhờ? Mã này mã bao nhiêu anh Giang? Anh mã này bao nhiêu á? Chị ơi comment 125 cho em luôn đi, quên mất mã rồi. Quên mất mã rồi. Số 6 à, số 6, số 6. Số 625. Em còn mang mấy đôi 180, 200 mấy mà. Nè. Còn móc thôi sao? Móc cho em đi. Kiểu móc như vậy thôi á hả? Ừ. Mà số 6 mới chê, mà số 6 lên tiếp nha. Đây chị nào mà chê là Thảo mang nha, đẹp lắm. Rồi số 6 có còn không ta? Số 6 cho chị Hiền Vinh nè. Số 6 cho Hiền Vinh. Ôi đẹp thế. Ủa còn có mấy đôi à? Bịch cho anh nào? Bịch đâu? Còn có mấy đôi thôi ha, là hết rồi. Anh đừng vô cái bịch to luôn đi. Em hết bịch rồi. Nó lạc đi ấy. Em bóc lên rồi mà em đổ ra đâu rồi. Chưa. Ừ. Rồi tiếp nha mấy chị. Còn mấy đôi thôi, lên nốt lên quần áo luôn nha. Em còn mấy đôi à. Đây. Xinh đẹp cực kỳ. Rồi chị nào lấy đôi này comment cho em luôn. Nè. Comment luôn cho em nha. Đây, đôi này 40k. 40k. Comment cho em mã 40. 40k comment mã 40 nha. 40k comment mã 40 nha mấy chị yêu ơi. Mã 40. Đây mã 40 luôn. Nha 40 này nha. Đây mã 40 nè. 40k này cho em. Rồi mã 40 40k cho em đi. Rồi mẫu này, mẫu này. Mẫu này mã 50, 50k. Đẹp quá à. Mở 50 50k nha. 40 mang 40 40k này. 40 chai nè. 50 50k. 40 chai nè. Rồi 50 nè. 50 50k này có bịch nhỏ không ta? Em vừa gỡ ra thảo.
Không, tại vì bà đó bà bỏ cho em là một ba bốn cái và một bịch đó. Đây là 40 này. Anh ghét luôn. Mà bà Tân Hòa được tặng bông tai á, mà mình không nghe bông tai giả được á, thì mình về làm quà tặng cho người khác đi. Đây màu này nha, màu này nha. Vui nào. Vậy thôi bà Tân Hòa bánh nhường lại cho chị xem bông lê đi, xem bông lê đang thích. Tân Hòa nhường lại cho xem bông lê không? Xem bông lê đang khoái nha, màu này mang cực kỳ đẹp mấy chị nha. Màu này mang cực kỳ ghiền luôn á. Rồi chị nào ưng màu này nha, màu này 75k nha. Ưng màu này comment mà 75 cho em. 75k. Comment mà 75 sáng lung linh nha. 75k màu 75 cho em. Cực kỳ đẹp nha. Rất là xinh ha mấy chị. Xinh và mang luôn á. Đeo luôn. Bà Tân Hòa ok không? Không dừng được đâu. Bà không đeo được chứ bà không dừng được đâu. Rồi chị nào ưng màu này comment liền cho em mà 75 nha. Màu này mang vì xinh nha. Đây. Đẹp lắm. Sáng lấp lánh luôn ha. Sáng lấp lánh luôn mấy chị nha. Rồi mà 75 cho em ha mấy chị. Chốt mà 75 này. Vì đẹp á. Rồi 75 cho em luôn. Rồi màu này nha. Màu 40k luôn nè. Lên còn có mấy cái em lên luôn ha. Lên đồ nha. Rồi 40k. Comment mà tròn cho em. Chị lấy đôi bông này comment mà tròn ha. Mà tròn 40k. Đây mà tròn. Comment tròn luôn. Mà tròn 40k nha. Mà tròn cho em. Rồi chương trình bông tai tới đây là kết thúc mấy chị nha. Chương trình bông tai tới đây là kết thúc nha. Mà tròn cho em luôn là hết nha. Rồi em lên quần áo luôn mấy chị ơi. Like lâu mới được tặng mà. À lâu không được tặng mà. Rồi lên đồ luôn mấy chị ơi. Lên đồ luôn. Lên đầm tiếp nha mấy chị. Rồi lên đầm luôn. Rồi lên đầm nha, lên đầm nha. Em lấy về cho chồng đeo. Anh Giang thương đẹp. Rồi màu này lên tiếp nha mấy chị, lên quần áo tiếp nha. Đeo mấy đôi bông này mấy chị đeo đi chơi rồi đi tiệc lung tung á mấy chị. Nhìn nó sang mà nó đẹp lắm ha. Mình cuốn tóc lên hoặc là mình đăng rất vô, mình bể rất vô, mình mang đẹp lắm. Đó. Mấy chị yên tâm nha. Mấy chị đi chơi là mang không đẹp. Không bị xịn màu hay là bị cái gì tai đâu. Ủa, tay em hồi trước là cũng hay bị ăn tay, giống như là không có đeo được đồ giả. Trôn tròn đang hot của phim là... Gạo nếp gạo tẻ. Ờ đúng rồi. Tròn luôn á, bà nó phải làm ghê luôn á, bà giữ thiệt á. Rồi màu này nha, màu này, chị nói cái set này nè. Set size L mấy chị nha. Set quần size L, quần giả váy, eo 75 đổ về. Quần giả váy, eo 75 đổ về ha. Hai vợ chồng nhà này vui, là hay bị mất, tập trung tàn chơi nhau. Rồi màu này nha, chị nói màu này comment liền cho em mà, của nó là mã số 3. Chốt mà 3 giúp em. Đây mà 3. Mã số 3 nè, mã số 3 nè mấy chị ơi. Mã 3 là một set 89k nha. Chốt mà 3 cho em. Mã số 3 89k này, chế nào lấy số 3 comment số 3 cho em. Số 3 bao nhiêu cân mặc vừa em ơi. Số 3 size L 1m64 cân. Mã số 3 là size L 1m654 cân mặc vừa nha mấy chị nha. Số 3 nha, số 3 quá đẹp, số 3 khỏi bàn luôn á. Số 3 chốt mà 3 cho em. Mã 3 nha. Số 3 quanh quanh trần này. 3 trên quanh trần này. Đẹp cực kỳ ra chỗ nếu dày. Thế nào mà mua đồ bên em á, mua có thể mới đầu tiên mua dễ bị chúng đồ có thể là hơi rộng hoặc là hơi chật một chút. Nhưng mà mình mua một lần đầu tiên là mình sẽ có kinh nghiệm mua đồ lần thứ hai nhá, mình biết chính xác cái form của mình nhận được nhá. Cái này vậy mấy chị? Chế đào xong chị nhận được hàng bên em rồi, không nghĩ để tiền đẹp đến vậy. Bên em hàng tiêu chí là rẻ, trong mấy chế dễ mua đồ, dễ sắm đồ. Mình có nhiều sự lựa chọn để mặc đồ nhá. Em mới chế cứ yên tâm. Chị nó lấy hiếm này. Thật rồi. Phải thôi em nhường cho chế xong nha. Cho em anh Trần nha. Hiếm em. Mã số 3 eo size L. Size L này eo 76 không? 75 á. 75 đổi về á. 75 thì chị HT Hải Ngân mặc của ông ta HT 76. 75, 76 được. Cái đó còn coi gì ạ? Chị HT Hải Ngân lấy số 3 luôn nha. Em chốt cho chị HT Hải Ngân số 3 chị nha. Chị nó lấy cái hiếm này. Chốt mà hiếm cho em. Mấy chị da lộ. Chốt da lộ cái này mới chị làm khoác được nha. Cái màu này về mới chị cắt cái đường chuyển này ra là mới chị làm khoác được mấy chị nha. Chốt kem mà yếm đi. Mà yếm giá 89k. Yếm da lộ đuôi cá mấy chị nha. Còn cái áo gân mấy chị, đây là cái áo gân tay dài ha. Đây mấy 6. Mấy 6 khoảng 52 cân đổ về. Mấy 6 52 cân đổ về. Comment cho em mà của nó là mà yếm nha. Em mới nhận được đồ nữa. Dày ghê á. Tại hàng mình đi nhanh rồi, mới 3 ngày đã nhận được. Đúng rồi, chỉ có bị cái tuần từ ngày 13 đến ngày 17 là bị chậm thôi.
đợt sau này sau ngày đó từ ngày 20 là nó bình thường trở lại, nó đang cố khắc phục cái đợt trước nhé, nó bị sự cố hàng á. Rồi chị nào lấy bộ này lấy đầm này comment mà nâu cho em. Mà nâu là tầm 1m6 khoảng 50 cân đổ về, mấy chị ơi size M nha. Tầm size M, cái đó là yếm. Yếm á? Ừ, dày ghê luôn. Dày, ôi cái này. Thì giảm em. Không dám đâu, ra lần nào chị Mai cũng vậy. Phong của chị Mai là phong đặc biệt. Nâu. Nâu cho em, nâu, nâu 1m6 khoảng 52 cân đổ về. Chị Mai chắc phải hôm nào em phải chuyển qua quận 9 nha, mở gần gần chị Mai cho chị Mai qua sọt cô ưng nào lấy đấy chắc quá. Mà nâu chút nâu cho em. Chị Mai đi dạo này càng ngày càng uống. Thiệt đấy. Rồi nâu cho chị Hiền Dinh nè. Hiền Dinh. Rồi cái xếp này không biết chị. Hoa hoa chị em ai mốt tự chuyển phát nhanh cho em đi. Bưu điện em ra đồ mà nói chuyện khó nghe lắm. Ok, từ đợt sau chị đi ăn người chuyển phát nhanh cho. Em yên tâm nhá. Chuyển phát nhanh đợt này anh đang điêu giáo với chuyển phát nhanh. Đơn hàng của mấy chế nào mà từ 2kg đổ lại em chuyển phát nhanh hết nhé. 2kg đổ lại là chỉ khoảng 40k thôi. Trả phí chuyển phát nhanh bao gồm phí thu hộ luôn đấy nha mấy chế nhé. Là có 40k thôi. Ừ. Nên cái gì để em chuyển phát nhanh cho mấy chế nhá. Rồi chị nào lấy cái bộ này. Chào chị Nguyễn Lam nha. Tầm size S nha. Size S 1m6 khoảng 50 do 68, 1m6 khoảng 48 cân đổ về nha. 1m55, 1m4 cân đổ về. Chị nào lấy chốt mã cho em là mã sọc này. Mã sọc. Mã sọc. 1m6 40 mấy cân. 1m6 là 48 cân, 1m55 44 cân. Comment mã sọc cho em. Mã sọc chân váy đây. Cái này chị Mai mặc được á. Cái này là chân váy quần. Cái này là quần ha. Rồi giá 89k luôn. Cái này 89 không phải em. Dạ 89k hết. Rồi 89k. Comment mã sọc cho em luôn. Mã sọc. Sọc. Mã sọc 89k. Chất sọc cho chị Hiền Vinh này. Sọc cho Hiền Vinh 89k này. Sọc. Không phải. Yên tâm nha, nha. Yên tâm đi Thanh Hòa ơi. Thanh Hòa bữa sau mà bưu tá mà tới nó giao như vậy á, em ghi âm cuộc gọi lại gửi cho anh. Anh gửi chiếu lại lên cho. Yên tâm đi, chỉ một lần trong đời thôi. Không lần sau không có người đó giao hàng cho em đâu, em cứ yên tâm nhé. Rồi tiếp em chị ơi, quần là quần lụa nha. Quần lụa có túi không mấy chị? Đây vài lụa có túi luôn. Quần dài lụa có túi ha. Rồi em áo này mấy chị áo giấy nha. Em áo giấy. Em áo giấy này mấy chị mặc chung với bara ha. Đây, nó nhúng một bên eo để trình chung mặc chung với bara nha. Rồi, chị nói lấy bộ này comment liền cho em mã của nó là mã 80-80k mấy chị ha. Bộ này 80k. Đó, cái áo thì mặc chung với bara. Còn cái quần thì rất là đẹp luôn ha mấy chị. Quần ống nhỏ nha, quần dài ống nhỏ. Rồi comment mã 80 cho em 80k nha. Mã 80-80k nè mấy chị ơi. 80k cho em. 80k mấy chị ha, mã 80-80k cho em. Mã 80 chỉ 80k thôi. Quần bo thun. Bo thun luôn, quần dài. Vải lụa, bao mịn, bao mát cho mấy chế luôn. Theo chữ chân eo này. Mặc ở nhà là bao đẹp. Rồi, phối với em áo cotton màu trắng nha mấy chị nha. Áo cotton màu trắng rất là đẹp luôn. Co giãn thoải mái luôn. Mà rồi mẫu này mét 6, 54 cân đổ về. Mấy chế đừng có buồn, chốt hàng bên em đôi lúc mà yếu quá thì cũng không sao đâu. Yếu quá thì chỉ việc quánh xi nhan cho em nhá. Rồi mét 6, 54 cân đổ về. Comment cho em mã của nó là mã trắng. Chốt mã trắng cho em nha. 1m6 54 cân đổ về mã trắng. Dạ. Mã trắng 1m6 54 cân đổ về. Còn dạ. Em bao nhiêu em ơi? Coi dạ. Giãn không? Dạ. Coi giãn em bao nhiêu đến bao nhiêu? 75 đổ về á. 1m6 54 cân. 75-70 không? 75 đổ về. Từ 60. Nói chung là 68 đổ lên. 75 đổ về. 68 đổ lên 75 đổ về ha. Trắng trắng cho chị Hiền Dinh nè. Rồi bộ này. 89k hả em? Dạ. Trắng cho chị Hiền Dinh nha. Rồi cái đầm này em chị. Nhạc ưu tiên bạn em nào, có xin cái tên nào, có phải Út Nguyễn gì không? Rồi chị nào lấy cái đầm này nó có nhúng cái phần đây xẻ tà rất là đẹp chị ha. Nó nhúng cái một bên hông này xẻ tà rất là đẹp luôn, màu này mặc vô cưng lắm. Rồi đằng sau dây khóa luôn, 1m6 50 cân. 1m6 50 cân mấy chị ha. Chị nào ưng, có đồ có dạng. Chị to vẫn ngồi hộ mình chật, hấp dẫn không? Chị Diễm Phạm Kiều với kìa. Rồi. Chị nào ưng mẫu này comment liền cho em mà của nó mã số 5 mấy chị nha, chúc mã 5 cho em. Mã 5 nha mấy chị, chúc mã 5. Mã 5 đúng không? Chốt đi nhiều để em xong lấy một, em xuống lấy một lần. Ok, rồi mã 5 cho em nè. Mã số 5 nha mấy chị ơi. 1m6 50 cân. 1m55 46 cân nha, mã 5. Chốt mã 5 giúp em. Mã 5 nha mấy chị. Mã 5 cho Thi Diễm nè, cái này hả em? Dạ dạ. Mã 5 đầm cho Thi Diễm, đầm môn cho Thi Diễm.
Rồi cái yếm nhâm chị một cái xích dung dạ, chứ. 89. Ok. Chị Phương Trang comment gì sau quá rồi. Lần này chị Diễm lên trước này. Chị nào lên trước này em chốt cho. Mình chị yên tâm nha. Chị nào mà chưa chốt được thì cứ quấn xi nhan cho em nha. Rồi một cái dung riêng nha mấy chị nha, một cái dung riêng. Chị nào cái mẫu này chốt liền cho em mà của nó mà dung. Mà dung riêng này là tầm size á. Size L mấy chị ơi, size L á. Size L nha, để em đo ha. Eo 76, 1m6 khoảng 50 54 cân nha, 1m6 54 cân, cứ size L là 1m6 54 cân à. Chị nào lấy dung chốt dung cho em, dung jean nha mấy chị ơi, 89k. Một cái dung mà ngoài jean 89k. Đầm như mặc hết rồi chị mấy chị ơi. Có đồ có dạng nhẹ nha. Rồi comment mà dung jean cho em. Dung jean 89k. Jean cũng có dung á hả, hay vậy. Là vậy. Đẹp thế. Comment dung cho em nha mấy chị, dung nha. Có 89k được một cái dung jean rất là đẹp. Chị nào mà người vừa mặc được size L á, mình mặc vô luôn rất là đẹp ha. Vừa mặc size L luôn. Đúng size L luôn nha, mặc vô là em nó đảm bảo đẹp vô cùng luôn. Dung dung cho bà Vivi ha. Hà Trần dung vừa này. Chế nào để dung, cái comment dung cho em này. Ừ, tướng với Hà Trần vừa cao mà vừa to to đó, mặc dung cũng đẹp lắm á. Rồi màu này, chị nào màu này chắc cô tông với chị phối với sơ mi nha. Em này chắc cô tông co dạng phối với sơ mi với chị ha. Rồi chị nào ưng cái này comment liền cho em, mà của nó là mã số 4 nha mấy chị. Chúc mã 4 cho em. Mã 4 cực đẹp luôn. Mã 4 kèm số điện thoại mấy chị ơi. Mã 4 nha, 89k nha. Tem mặc đầy đủ mấy chị ha, chất đẹp nhà mang luôn. Mã 4, comment mã 4 giúp em nha. Chúc mã 4 nha. Mã 4. Chị ơi, xe like nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Xe like nhiệt tình giúp em ha. Vừa nói chế mà vượt cái chị comment, bị comment, chế comment lên đi. Thở, giờ này mình khổ lắm. Rồi mẫu này, mẫu này có xẻ tà luôn nha mấy chị. Mã số 4 cho Phương Trang này. Phương Trang 3367 này. Cái 4 này cho Phương Trang, dạ 89. Có một cái đầm này thôi hả? Dạ. Rồi em đầm này nha mấy chị, em đầm maxi ha. Maxi cực kỳ dễ thương luôn. Mẫu này mét 6 khoảng 53 cân đổ về nha. Mét 6, 53 cân đổ về, mấy chị có thể mặc đi tiểu luôn nha mấy chị. Mẫu này có thể mặc đi tiểu được luôn nha. Chị đã lấy chút mã 5 cho em này, mã 5. Mà 5 85k, chúc mà 5 cho em. Mà 5 đầm giả maxi nha. Đi mà đi chơi, đi biển, đi tiệc gì cũng được. Màu này mình mặc đi đám cưới cũng được mấy chị nha. Dạ 85k. Mã số 5 85k phải không? Dạ chúc mà 5 cho em. Số 5 85k, lên đầm chỗ, lên mấy chỗ đi mặc đi. Số 5 cho VV nè. Mà 5 85k. Đâu rồi thì chế hoa nắng được rồi, sao mình lại sao cứ bị comment sao xa thế ta. Hoa nắng cố lên nha em ơi. Lên em thấy em chốt cho. Cái hoa nắng. Ừ, thấy thường xuyên ủng hộ mà nói nha, đợt này sao bị chậm, lên cứ bị chậm ngoài. Tết để me các bạn nào thích comment lên em chốt cho nhá. Rồi mẫu này mấy chị ha. Đây mẫu em móc kiểu bệt vai như vậy rất là xinh luôn. Phối chung với lại một cái quần nha mấy chị, một cái chân váy chứ. Phối chung một cái chân váy đuôi cá rất là xinh. 1m6 và 52 cân đổ về nha. Lưng là co giãn luôn mấy chị nha, lưng co giãn. Mét 652 cơ đổ về cực đẹp luôn. Rồi comment liền cho em mã của nó là mã số 3 đi, chúc số 3 cho em nha. Đây, mặc thế này nè, xinh chưa? Cực kỳ xinh luôn ha. Rồi chúc mã 3 cho em nè, một áo kiểu nữa. Mã 3 89k. Mã 3652 cân. Mã 3 1m652 cân 89k mấy chị ơi. Chúc mã 3 cho em. Mã 3 nha mấy chị, chúc mã 3. Chị anh kim to lấy cái gì vậy? Nên lấy cái nào comment nói cho em với, em biết với. Mã số 3 nha. Chí cái quần lụa nữa nè. Cái quần lụa có túi nè mấy chị, với lại em áo giấy nữa ha. Mặc chung ba ra nè. Rồi 1m6 này 53 con đổ về. Comment cho em mặc của nó là mặc số 9 to này. Chúc mặc 9 cho em. Chị nâng xét này chúc mặc 9 nha. Mặc 9 mét 6 53 con đổ về chúc mặc 9 nè. Mặc 9 giùm em lông bao thun nha. Chúc mặc 9. Đây mặc 9 nè. Mặc 9 ha, chúc mặc 9 giúp em. Mà 9 nha mấy chị. Xếp là bị nhiều quá. Rồi một cái áo sơ mi ha. Với chung với một em quần và váy nha mấy chị. Với chung với quần và váy. Sơ mi với chung với quần và váy nha. Chị nào ơn cái set này comment cho em. Mặt của nó là mã số 22. Chốt 22 giúp em. Mã 22 kèm số điện thoại nha. Nhưng em này 65.
Eo 65 với chị, size S nghe số 5. Eo 65 size S. Chị nó ơn chốt liền kia mà 22. Giá 22 size S này. Chị Diễn Phạm Kiều. Ok rồi chị. Eo 65 size S. Chưa được chút comment nên em thấy em chốt thôi nha. Mà... rồi 22, comment mà 22 giúp em. Mã cho 22 eo 65 nha. Mã 22 85k, chị nào lấy 22 chú 22 giúp em nha, mã 22. 22 cho VV này. Qua, wow, cái đầm này dễ thương nha, cái đầm ren giống chị ren ở giữa là phối với lại von lưới mấy chị ha, phối von lưới nha, cực kỳ dễ thương. Rồi cái đầm này phần eo nó có độ co giãn luôn nè mấy chị, cái này chắc bà Hòa mặc được nè bà Hòa. Đây cho bà Hòa mặc được nè, co giãn nè. Rồi em này, eo của em này là khoảng 70 mấy chị ơi, co giãn được tới 80 luôn. Eo 70 co giãn được tới 80 nha. Đây, 89k chị nó ơn chốt cho em mà của nó là mã số 7. Mã số 7 89k. Chốt mã 7 cho em. Mã số 7 89k này. Eo 70 tới 80 luôn. 70 co giãn tới 80. 70 co giãn tới 80 nha. Mã số 7 nha. Chốt mã 7 cho em. Mã 7 nha mấy chị ha. Wow, cái đầm này dễ thương quá à. Cái đầm này cực kỳ cưng luôn, đằng sau có cục nơm chị nha, đằng sau có cục dây này, rất là dễ thương. Rồi mà 7 tem đi mấy chị, có 7 cái tem nha. Mà 7, ủa kỳ vậy? Mã số 7, 89k đúng không? Mấy chị ơi, dạ mấy chị ơi, nhớ là xe live stream, nhớ là mấy chị ấn theo dõi giúp em nha, chị nào khách số mới á. Số 7 cho VV này, chị nào lấy số 7 còn lấy số 7 lên cho em này. Chị nào mà khách mới thì nhớ ấn theo dõi khoai giúp em nha. Đây, cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. Dễ thương lắm. Màu này mặc vô cực kỳ cưng nha. Đó, bao dễ thương cho mấy chị luôn. Rồi chị nâng mẫu này nè, mẫu này mét 6 khoảng 52 con đổ về nha, mét 6 52 con đổ về. Comment liền cho em, mã của nó là mã hồng. Chốt mã hồng cho em, mét 6 52 con đổ về mã hồng. Đằng sau lưng này chị. Đằng sau lưng cột dây như vậy rất là xinh ha. Mã hồng, mã là hồng mà mét 6 52 cân đổ lại, eo 74 đúng không? Dạ đúng rồi, hồng 89k. Số 7 cho anh Oanh Trần nè. 7 cho anh Oanh Trần luôn. Rồi mã hồng cho em, 89k. Mã hồng 89k nha. Chúc hồng. Mã hồng luôn nha mấy chế, chúc hồng. Hồng, mã hồng. Hồng cho Oanh Trần luôn nè. Oanh Trần 2 mã luôn nè. Hồng cho Oanh Trần luôn hả? Ừ. Rồi mẫu này nha. Mẫu này là một cái đầm nha mấy chị, một cái đầm có quần và xẻ tà ha. Rất là dễ thương. Mẫu này mét 6 khoảng 54 cân. Mét 6 54 cân nha. Yêu em này 76 mấy chị, 76 đổ về. Chị đơn mẫu này 7, mẫu này giá là 85k. 85k comment mà 85 giúp em mấy chị nha, mà 85. 85k mà 85 có xẻ tà như vậy ha. Mấy chị đi, mấy chị chụp hình đó, đó. Đem cái tà này ra, cái chân cái giò già miên man luôn mấy chị nha. Chụp hình rất là đẹp ha. Rồi đằng sau, đây là đằng sau lưng nó dây khóa luôn nha. Rồi chị nói mẫu này chốt cho em, chị nói là mã số 4. Chốt mã 4 cho em. Mã 4 nha mấy chị, mã 4. Comment mã 4. Mã 4 giá 85k. Mẫu 7 là cái đầm. Cái mẫu số 7 là cái đầm áo đầm đen áo màu trắng trên váy màu xanh nha. Áo màu trắng dưới trên trắng dưới xanh đấy nhá, anh Trần nhá. Chị chốt mà à bên em thì chị mai lên xong một chút xíu thôi. Chị mai chốt cái màu gì á? Đây cái đầm hồng hả? Còn chiếc nào không ta? Để em có còn không chốt cho. Rồi tiếp nha mấy chị, một set thể thao nhé, set thể thao cực kỳ xinh luôn. Mày 89k rồi em. Dạ. Đây set thể thao cực kỳ xinh luôn nha mấy chị. Hỏi có phải anh Trần có lấy cái này không? Anh Trần cái... có lấy số 7 không anh Trần? Chờ lại, cái comment lên nhưng mà sợ nhầm mã. Nhưng sợ chính nhầm mã, mạng yếu hay bị nhầm mã. Rồi chế nó lấy set thể thao 95k, comment mã set cho em. Chúc mã set nhất là set thể thao nhá, mã set thể thao 95k này, comment mã set cho em nha, set thể thao này. Vậy mình không lấy số 7 là mã nát, ok. Số 7, vậy chế Kiều Phục có lấy số 7 không? Em cho số 7 lên lại đi, còn chế Kiều Phục comment số 7 nữa này. Không biết rồi mã set cho em nha, chúc set, comment mã set. Mã set thể thao này, set thể thao mã set này, 95k này. Số 7 đẹp nha, số 7 size M này, đó. Eo cô dạng thoải mái luôn. Từ 70 đến 80 luôn đấy. Ừ. Đây số 7 đi nha. Kiều Phụng có lấy số 7 thì ok dùm em nha Kiều Phụng nha. Số 7 cực kỳ xinh luôn, mặc vô đẹp lắm. Mặc vô rất là dễ thương. Chốt số 7 luôn nè, co dạng, phần eo co dạng thoải mái lắm. Eo cô dạng rất là thoải mái ha. Đây số 7 nè. Rồi lên
tiếp cho mấy chị. Chị đơn cái đầm sơ mi này 89k. Ở cái đầm sơ mi này được phối chung với lại một em áo khoác bên ngoài mấy chị ha. Phối chung với áo khoác bên ngoài. Rồi ơn cái đầm sơ mi này comment cho em mã của nó là mã số 9 đi. Chốt mã 9 giúp em nha, mã 9 đầm sơ mi mã 9. Comment mã 9 giúp em nha. Đây là em áo khoác bên ngoài nha mấy chị nha. Ok, Kiều Phụng nha. Rồi mã 9 nè. Chốt mã 9 giúp em nha. Mua 1 được 2 mấy chị ha. Mua 1 được 2 một cái đầm sơ mi phối với áo khoác bên ngoài. Mã số 9 nè. 989k giúp em. Mã 989k giúp em nha. Mã số 989k này. Chốt mã 9 giúp em. Mã số 9 với chị Hiền Dinh này. Mã 9 với chị Hiền Dinh. Rồi đây là một cái quần sọt này. Co giạc thoải mái ha. Có túi luôn nha mấy chị, có túi luôn. Rồi phối với em áo 2 dây nhung cực kỳ đẹp. Áo 2 nhung cực kỳ đẹp luôn, 2 dây nhung nha. À đây đằng trước nè, trời ơi xinh quá à. Dễ thương chưa? Bao dễ thương luôn. Rồi chị nói lấy set này comment cho em mà của nó là mà 35. 35 89k giúp em. Mà 35 89k comment mà 35 giúp em nha, mà 35. Xuống 35 luôn, 35 đẹp quá. 35 mét 6 52 cân đổ về. 52 50 cân đổ về nha, comment mà 35 giúp em. Mã 35 này. Set 30 set 35 89k này, có set đúng không? Đúng set set. Set 35 cho chị Lê Thúy Hằng này. 35 cho Lê Thúy Hằng. 35 cho Lê Thúy Hằng ha. Rồi cái set xanh này nha mấy chị. Chị nào lấy set xanh quần tây. Trời ơi quần đẹp quá. Lưng co giãn phía sau nha, có túi luôn. Một cái quần tây. Đó chỗ quần này vải đẹp giá mang luôn á. Thôi 89k luôn chị ơi. Comment mã xanh cho em đi, mã xanh áo kiểu nha, áo kiểu. Rồi mã xanh cho em luôn, một set quá đẹp. Trời ơi quần này đảo quá à. Mã xanh 89k mấy chị ơi. Đảo cái quần này đẹp hết. Mã xanh cho em luôn có 89k, quá rẻ. Quá rẻ luôn. Rồi mã xanh cho em luôn. Mã xanh rẻ ơi là rẻ. Chốt mã xanh. Xanh, mã xanh. Xanh cho chị Tuệ Nghi nè. Chị Mai lại bị lên xong một chút rồi. Chị Mai có vẻ lên xong cái tí xíu à. Kêu một tiên cho Mai. Mà chốt xong rồi Mai mới nổi lên. Rồi màu này 75k. 75k cái đầm này nhé. Có hai màu là màu trắng và màu đỏ. 75k. Size này nhỏ xé thôi. Màu này tầm xé thôi nha mấy chị. Tầm mét 6 khoảng 47 cân. Mét 55. Mét 55 là khoảng 44-43 cân á. Đó mét rồi là 40 cân ha. Tầm này có độ co giãn nhẹ. Nhưng mà nó nhỏ ha mấy chị. Nhỏ. Nó nhỏ. Đây. Tầm xé thôi, có co giãn ha. Size M cũng mặc được. Nhưng mà xé mặc đẹp hơn nha. Nó có hai màu là trắng và đỏ 75k. Chị nó lấy chút màu cho em trắng và đỏ ha. Trắng chốt mà trắng và mà đỏ. Má trắng và má đỏ 75k luôn. 75k, chất co giãn nha. Má trắng và má đỏ 75k này. Thế nào lấy màu comment màu đỏ cho em nha. Rồi đây ha, trắng và đỏ, co giãn thoải mái nha. Xếp CM mang ok hết. Đây nhắm chị co giãn thế này ha, thoải mái lắm. Còn em mới cầm cái dung bi đỏ. Trắng đỏ cho bên. Dạ. Còn em mới cầm cái dung bi đỏ phải không? Dung bi đỏ hả? Không có. Không có đâu. Rồi trắng đỏ, comment trắng đỏ cho bên. Đầm đỏ chứ phải dung bi đỏ, mà là đầm đỏ. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Trời ơi đẹp chưa? Cánh tiên nè. Đẹp chưa? 79k. Cánh tiên 79k này. Caro. Caro má là caro 79k nha. Không xuông có dây cột eo này, 79k má caro này. Bộ bí vân chen được luôn. Mét 6 khoảng 55 cân đổ về. 55 56 cân đổ về nha mấy chị, comment mà caro giúp em nha, mà caro. Comment mà caro giúp em mấy chị nha. Mà là caro ha, caro. Caro 79k. Chế nào lấy caro chút caro cho em. Hoặc là mặc form xuông như vậy cũng đẹp ha. Mặc form xuông như vậy cũng xinh lắm đi. Đó. Rồi caro giúp em mấy chị nha. Comment caro. Caro 79k em chị ơi. Caro 79k. Rẻ đẹp. Rẻ đẹp nha mấy chị. Rẻ đẹp nha. Comment caro giúp em. Caro này. Chút mà caro ha. Chị đơn caro chút caro liền nha. Mấy thứ 7 hả ta. Caro đây. Caro đây. Caro cho Vivi nè. Caro cho Vivi này, chế nào lấy caro nó comment caro lên cho em này, caro em còn này. Để caro với thầy. Anh ơi, nhảy qua đây, được đồ của cho em với. Đây đúng không?
Rồi đầm này nhắm chị ơi. Đây chứ Thảo. Dạ. Em đầm 2 dây mà có sơ mi, có dạng nút sơ mi đằng trước cục nơ rất là đẹp với chị ha. Đây mẫu này bộ miếng nhỏ bon chen được. Còn chị nào tầm mét 6 khoảng 54 cân đổ về là ok nha. 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về. 40 cân đổ lên, 54 cân đổ về. Comment cho em mà 6. Chốt mà 6 giúp em nha mấy chị, chốt mà 6. Đây, rất là dễ thương ha. Rồi chị nâng mà 6, chốt mà 6 giúp em nha. Dài có gối. Dạ. Đó 75 trang gì vậy? Kia. Cái này có mã đây đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? À, không có đỏ 75, có đỏ 85 thôi. Không, hồi nãy cái má em đây có hai màu á. Cái này em đưa 2 cái á. À, cái đầm đây nè. Đỏ 75 nè. Đó. Rồi, chế nào cái đầm này comment số 6 cho em nè. Đỏ 75 cho Sakura này. Sakura đó, hả? Đúng rồi. Rồi, mặt số 6 nha, mặt số 6, comment số 6 giúp em. Số 6 cho Vivi nè. Đỏ 75k Sakura. Ủa trời ơi, bên em bây giờ mới nhảy lên á. Rồi số 6 này, comment số 6 này mà bên em nhảy rồi á hả? Rồi một cái đầm body rất là dễ thương luôn. Màu này chắc bà hoài bán mắc vừa á. Cực kỳ cưng á. Dễ thương lắm lắm luôn, rất là dễ thương nè. Rồi chị đơn mẫu này co giãn luôn ha, có độ co giãn nhẹ. Còn bên mà đen cho em nhắm chị ơi. Eo 76 nhắm chị, 76-77 nhá. Eo 76-77. Rồi comment mà đen giúp em, body nhắm chị, body đen nhá. Má đen nè. Đen nè mà đen, 76-77. Má đen nè, 76-77 bao nhiêu tiền em ơi? Mà đen cho em 101 nhắm chị. Mà đen giúp em, mà đen 101. Chị nói là đen, comment đen nha. Má đen nè, 76-77 là 101 cho mấy chị ơi. Comment mà đen giúp em. Rồi màu này luôn. Rất là dễ thương mấy chị, xe lai nhiệt tình mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em nha. Xe lai mạnh tay ha, đen body von rất là đẹp luôn mấy chị xe lai nhiệt tình giúp em nha. Nên một đen, một em đen body von này chị. 101 này. Đầm công chúa còn không chị? Đích đen cho BB rồi đồ này. Đen cho chế Thu Thủy nhá. Đen cho Thu Thủy. Chế Thu Thủy đuôi số điện thoại đuôi là 982 này. Màu em đang mặc hết rồi. Màu đang mặc hết rồi nha mấy chị em, màu đang mặc hết rồi nha. Rồi chế nó lấy nâu, chúc mà nâu giúp em nha mấy chị, chúc mà nâu. Mà nâu 89k, comment mà nâu giúp em ha. Rồi xuống nâu luôn mà số 1, mà nâu là 1m6 khoảng 53 cân nha. 1m6 53 cân comment mà nâu. Mà nâu giúp em nha, 1m6 53 cân. Mà nâu cầm đi mà nâu giúp em. Mà nâu nha. Mà nâu 89k. Mã nâu 89k là mới chơi mã nâu nha. Chế Thu Thủy có mã đen 101 nha chị nha. Mã nâu 89k này. Wow, mê dễ thương quá. 89k cầm đi mã hồng cho em. Mã hồng nha, mã 89k mã hồng này. Chúc mã hồng giúp em, mã hồng. Bầu bí bon trên được này. Cầm đi mã hồng giúp em ha. Chị ơi, xe la nhiệt tình, xe la nhiệt tình, chấm tốt nhau. Sao này giờ có thấy mấy người chấm à? Đông người con mà sao có mấy người chấm ta? Chị nào đang xem chấm lên cho em đi, em xem có bao nhiêu người đang xem á. Thấy đông người xem, đông người xem nhưng mà ít người tương tác quá. Chắc là ngủ một mắt hết rồi. Ít người tương tác quá, không biết là đang bao nhiêu người xem. Thấy đông, lượt view đang đông nhưng mà ít người tương tác quá mấy chị ơi. Mấy chị chấm lên cho em để em biết nha. Chấm nhiệt tình lên nha mấy chị. Ít người tương tác quá là em dừng like, chưa mai lên ha. Rồi màu này. Cái set này nha mấy chị. Set xinh đẹp này ha. Đây, set này 95k, size M. Chị nào lấy set này comment liền cho em mã M. Chúc mã M giúp em 95k, set quần dài. Mấy chị hả, legging dài này. Legging quần dài nha. Co giãn ha. Legging quần dài co giãn nha mấy chị, thoải mái cực kỳ luôn. Đây, size M ha. Size M nha. Rồi mã của nó là mã M, mã M 95k. Mã M 95k này. Cái áo của nó này. Áo ren như thế này ha. Thực xịn luôn. Mã M cho chị Hiền Dân này. Mã M cho Hiền Dân. Áo lót luôn hả? Mua 1 được 3 hả? Mua 1 được 3. Mã M cho Hiền Dân.
giấc mơ với Hiền Vinh luôn. Cái bà này mua mà chẳng có bắt máy hết trơn á. Rồi mẫu này mấy chị nha. Chị nào ơn mẫu này. Đây 95k luôn. Chị Diễm không kêu comment sau rồi tại em đi em. Đầm ở đây đi. 95k luôn nha mấy chị. Đầm 95k, eo 74. Eo 74 đúng rồi, mấy 6 khoảng 52 cân. Comment cho em mã đỏ đi. Mã đỏ này, đầm đỏ này. Có mút ngực nha mà đỏ. Đầm đỏ thân mà không vừa rồi. Eo 74 thôi, mà 76 mà không vừa đâu. Eo 74 nha. Đầm đỏ mà đỏ 95k. Chị Ngọc Hồng mặc cũng không vừa luôn này. Chế nào vừa em đi chốt nhá. Đầm đỏ eo 74 1m6 và 53 cân đổ lại mình mặc vừa thôi nha. Chế nào ơi comment mã đỏ lên cho em này. Thanh Hòa không vừa em ơi, Thanh Hòa eo 76 lận. Rồi tặng nhóm chị. Tặng ha. Đây chị nào đủ lực chia sẻ rồi em tặng đấy mấy chị ơi, đủ lực chia sẻ rồi tặng nha. Tặng áp dụng chế nào xe live stream thôi nha. Rồi comment mã cho em mà tặng vàng kèm số điện thoại mấy chị ha. Comment mã là tặng vàng kèm số điện thoại giúp em. Tặng vàng nha mấy chị nha, chốt mà tặng đầm vàng đỏ, em. Đầm đỏ chốt cho chế Thanh Lương này. Đầm Thanh Lương, đỏ cho chế đỏ. Thanh Lương 8162 nha. Comment tặng vàng giúp em này. Rồi tặng vàng, comment tặng vàng kèm số điện thoại. Nhớ là quà kèm đơn giúp em nha. Quà kèm đơn tặng vàng. Tặng vàng kèm số điện thoại giúp em. Tặng cho người comment thứ 9 nha mấy chị. Hôm nay là tặng cho người comment may mắn comment thứ 9. Tặng vàng kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Em đếm nha mấy chị. Ủa ơi em, đếm nha. Em ơi đầm đỏ người 95k luôn. Dạ. Đầm đỏ 95k là người chế Thanh Lương đôi 8162 nha. Thôi qua comment sai cách khác. Lê Thúy Hằng 1, Huệ Nguyễn 2, Hồng Văn Trần 3, Mai Trang 4, Hào Trần 5, Kiều Phụng 6, Hoa Hoa 7, Anh Kim To 8, và chị Mina là người comment thứ 9 nha. Chị Mina được nữa hả? Hay thế? Để coi có chia sẻ chưa nha. Chết nhầm rồi, mà biết phạm trước. Biết phạm với Mina. Sorry Mina nha, chị Bích Phạm comment trước xong mới đến Mina. Sorry Mina vừa mới lướt qua bỏ mất vào Bích Phạm. Chị Anh Kim To đi Bích Phạm mới đến Mina nha. Mấy chị có thể kéo lại coi lại giúp em ha. Coi kiểm tra vào Bích Phạm cho em đi. Sorry Mina ha. Bích Phạm đuôi là 3347. Tặng cho bà Bích Phạm nè. Ơi ẻ. Bà chia sẻ chưa? Chưa. Ưa ẻ. Chưa chia sẻ. Rồi Mina luôn. Món quà chứ không có thể nào mà xa Mina được. Anh đến Mina đó. Kiểm tra Mina cho em. Mina mà chia sẻ rồi là Mina. Mina thế nào cũng chia sẻ cho mình à. Nếu vậy là cho Mina được tặng. Món quà không thể nào mà thoát Mina được. Trời ơi chia sẻ rồi Mina nha. Đáng đời mà biết phạm chưa. Nghĩ sao lâu lâu mới được quà. Trời nè nhìn nè. Nhìn người ta chia sẻ nè. Trời ơi người ta chia sẻ quá trời luôn. Trời ơi. Tặng cho Mina quá. Nha. Trời bởi quá xứng đáng không? Quá xứng đáng luôn. Quá là xứng đáng luôn nha. Biết phạm mất quà. Rồi biết phạm ơi chia sẻ cho chế tí nữa rồi vô lấy phần quà tiếp theo nha. Buồn quá không được tặng. Ủa là sao? Mình cứ có chị chế có chia sẻ cho em chơi game lên đi. Có comment là thì nào cũng được, có lúc được tặng thôi à. Cứ từ từ rồi đến là mình nha. Không thể nào chung cho hết một lần nữa. Không chế buồn tại vì chế không may mắn. Nhưng mà chị sẽ may mắn cái khác. Chị không may mắn về phần quà nhưng mà chị sẽ may mắn cái khác nha. Rồi hoa siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Hoa siêu đẹp 85k. Chị nào lấy hoa comment mã hoa cho em. Hoa Việt Vai nha. Mã hoa Việt Vai cho em gọi điện khách không bắt máy nè. Màu này gọi khách không bắt máy nè nha mấy chị. Đó màu này hot lắm. Mặt không có bán luôn á. Mấy 6,52 cân. Comment hoa giúp em. Đây mã hoa. Mã hoa giúp em nha. Chế nó lấy hoa chút mà hoa giúp em. 600 lượt tặng giúp đi chế. 650 lượt tặng. Mà ngồi đấy bấm chia sẻ đi. 650 lượt tặng tiếp. Hoa eo bao nhiêu đi em ơi? Hoa eo 72. Maximum của 72 thôi hả? Dạ. Ngọc Hồng không vừa rồi. Má hoa cho chế Mina nha. Hoa chế Ngọc Mina. Hồng eo tới 78 lần. Chế Hồng Hồng ơi. Chế Ngọc Hồng ơi nghe rõ eo dùm em đi chế. Chế eo 76, 78 gì đó mà đúng không? 78. 78 luôn hả? Đây mẫu này xinh đẹp lắm mà hôm qua chứ Mai Phan eo không có vừa thì em. Đây
Nhưng mà phần nhiều tới tới 62 tấn luôn mà em không có người đâu. Chia sẻ được hu hu. Được mà, vô trang cá nhân của Thảo nha em nha. Rồi lít cho cái livestream á là nó sẽ lên cái chữ là chia sẻ góc liền nha. Còn bấm vào đó thì khi nó chưa hiện lên thì vô trang cá nhân chị nha. Cái này mấy chị làm yếm đẹp nha, làm yếm đẹp lắm. Đó, ở dưới chân của nó là như mày lót còn lên tới đây cho nên nhìn trong mấy chị sẽ rất là dài ha. Dạ, cái đó là 89 đúng không? Rồi mẫu này là 79k, yếm 79k, cầm mình yếm cho em đi. Cái này mình phối chung với một cái áo thun bên trong màu trắng nha. Eo 70, eo 78 thôi, 78 độ về. Yếm 79k này. 76, 78 vậy đó độ về ha. Yếm 79k, cầm mình yếm giúp em đi. Yếm mà đẹp lắm, cái màu này mặc đẹp lắm nha. Mà sang cực kỳ luôn á. Đáng tiếc hôm qua có chế chốt nhưng mà chế tới 62 cân không có vừa nên giờ em phải bỏ ra này. Yếm 80 triệu, yếm này, yếm 89k này, chốt cho em cái đi chế. Cảm ơn yếm với em. Bệt vai nha anh, kim chi trần. Kim chi trần là hai bệt vai anh hết rồi. Hai bệt vai hết rồi, chị đợi em cái khác, em lấy cái khác em còn nhiều mẫu lắm. Chị nói lấy áo, comment nào giúp em, áo 69k luôn. Áo 69k luôn ha, còn đây một em này gọi hoài khách không bắt máy em xả ra nha. Áo 69k này. Comment cho em à, 69 luôn nha, 69k, đẹp lắm, chất đẹp giả mang luôn á. Chứ nào nhận hàng thì sẽ biết chất ha, chất đẹp lắm. Rồi comment 69k giúp em. Mà 69k nha. Wow, đầm siêu đẹp luôn. Đây, đầm siêu đẹp nha mấy chế. Chị nâng cái đầm này. Comment liền giúp em mà, của nó là mã số 7. Chú mà bày cho em mà bày 85k, comment mà bày giúp em nha. Mã số 7 85k này, comment mã số 7 cho em này. Chú mà bày giúp em. Mà 76 54 cân đổ về, comment mà bày. Mã số 7 176 và 54 cân đổ về nha, comment mã số 7 cho em nha. Comment mà bày giúp em nha, mà bày. Mà bày giúp em. Mà bày đi mấy chị, mà bày đẹp lắm nha, mà bày hứa là mà bày đẹp nhà mang, chấp hình đẹp nha. Đây mà bày nè, mà bày đẹp lắm. Các chị nhanh tay chốt hàng không chị nha. Nhanh tay chốt hàng nha mấy chị. Mã số 7 cho Vivi nè. Chị Ly Huỳnh. Wow. Chị Ly Huỳnh này khách mới hay khách cũ nhỉ chị ơi? Khách mới thì là cho số điện thoại em địa chỉ đầy đủ em mới chốt được này. Thì như nếu mà khách cũ thì cho em ba lại ba số điện thoại nha. Hàng siêu sinh mấy chị nha, siêu sinh luôn. Siêu sinh nha mấy chị, siêu sinh nha, 99k. Chị nó lấy chốt mà 99 cho em để em đo eo nha. Mã số 7 eo bao nhiêu mà của em ơi? Mã số 7 là cái đầm em đang cầm là không xuông mà. Eo bao nhiêu? Không xuông đâu có eo, không xuông mấy 654 cân đổ về. Eo tầm 78 đổ về á. Ok, mã số 7. Mã số 7 em chốt cho chị HT Hải Ngân nha. Eo coi vàng 74 nha mấy chị. 74, 75. Nó bị rất là khúc thôi, tí nữa khô lại. Ok, ok. Rồi, chị nào lấy cái mẫu em đang cầm để comment mà 99 cho em 1m6 54 cân đổ về eo 74 75 nha. 89k. Eo 74 75. Dạ 89 85k. Chị nào lấy cái mẫu body này comment cho em mà 99. Giờ mới được xem. Bán hết rồi giờ mới vô xem. Trời ơi. Mà 99 nè, chốt mà 99 giúp em. Mã 99 nè. Mã 99 99k này, eo 72 74 không? Đây. Dạ. Eo bao nhiêu? Dạ, eo 74 75. Em phải tầm 15 mà 99 body. Đây cái màu này nha, chiếc ngọc hồng này, thấy dần chiếc ngọc hồng chưa? Hôm qua thì bảo là không có vừa đâu, đừng có chốt. Cứ chốt, xong rồi hôm nay không có vừa eo này, thấy không? Màu này eo nhỏ mà. Con chú người ta đẹp ơi là đẹp. Diệp Loan hỏi còn hàng F1 không? Diệp Loan cứ lửa đi Diệp Loan. Có, Diệp Loan nó lộn lộn, cái Diệp Loan cứ lửa đi. Cái nào Diệp Loan ưng, Diệp Loan chốt nha. Cho 72 đổ về, mấy chị ơi, công chúa siêu lung lên nha, 72 đổ về nha. Có mức ngực quá đẹp luôn, thật sự một cái đầm mình mà mặc đi tiệc thôi á, còn gì mà chê nữa ha, đẹp lung linh luôn. Ở đằng trước nè, đính ngọc như vậy nha. Mã đổi eo 72 đổ về cho chị Lê Thúy Hằng nè, 150 đúng không? 160. Không phải. 185 xem 160. Ok chị Lê Thúy Hằng ơi, 160 nha. 185 xem 160 nha Lê Thúy Hằng. Trời, cái đầm quá chất lượng luôn. Gia Bảo. Đây, đây nha mấy chị ơi, chị nói ủng hộ này. Comment cho em. Mã 99 cho Mi Vi nè. Chế Mi Vi số điện thoại đôi 5677 được đầm nên mã 99 nha, 99k nha chị ơi. Chúc mà 30 nha mấy chị, chúc mà 30 giúp em. Mà 30.
30 với chị ha, rồi khách không bắt máy sổ ra giá 85 nha. Mà 30 85k, rồi khách không bắt máy em xả ra giá 85k nha. Đây 89k xả ra 85k. Chị lấy chút mà 30 với bên 30 1m6 khoảng 52 50 cân đổ về đi ha. 1m6 50 cân đổ về. Comment mã cho em là mã số 30. Chốt 30 giúp em luôn, 30. Comment mã 30 giúp em ha. 30 nè. 30 giúp em. Cái phí hàng 160k nè. 30 nha mấy chị. Mã 30 cho em nè. Mã 30 80k phải không? Dạ dạ dạ. Mã 30 80k nè. Lên nha mấy chị ơi, lên loại 1 nha. Lên lông thỏ cực xịn luôn. Màu này bán tới giá 120 nha mấy chị. Cái đầm này bán tới giá 120 mấy chị ơi. Đây hôm nay sale 89k nha, sale 89k luôn. Comment mã đầm len cho em. Đầm len 89k 1m6 khoảng 55 cân, 56 cân đổ về coi dạng thoải mái lắm. Đây ha. Rồi comment mã len cho em nè, mã len. Chốt mã len cho em 89k. Len 89k nha. Một chốt set len này. Một set set len đúng không? Dạ, dạ, dạ. Đầm len đúng không nhỉ? Đầm len, đầm len. Một cái đầm len 89k này. Đầm len 89k nha. Comment mà đâm lên có phải là xả mà mới chế biết sao không? Mình nghe kỹ kỹ hôm trước này mặc không được thì bên em thấy cũng tiếc lắm. Bán muốn bán đồ cho khách để khách mặc được, chứ bán đồ khách mặc không được cũng tiếc lắm nha. Mã đầm len 89k cho hoa nắng này. Rồi, hoa nắng. Mới nói chiếc hoa nắng vô rồi. Rồi hôm nay nè, anh Giang đang kêu nãy giờ chú chốt hoa nắng cái gì? 1m58 không chỉ. Có chế. Em nhé, nhiều lắm. 46kg hả? Vậy là tướng chết cờ cờ em á. Đọc eo 72 đổ về là chế mặt được tóc nha. Eo 72 đổ về là chế mặt được tóc ha. Rồi cái bộ, cái set này nha mấy chị. Chị nào là cái set này nè. Cái set này giá 79k nha. Set chân váy ha mấy chị. 75 luôn, sale 75 cho mấy chị luôn. 75k luôn, không lời luôn, lộ luôn. 75k chân váy nha mấy chị. Chân váy và áo đen. Cái này đẹp lắm mấy chị, đừng nhìn nó vậy mà mấy chị khinh thường nó. Mà nó rất là đẹp nha. Một của nó nhiều màu lắm, chút mà 75 cái màu cho em. 75 màu, màu này mét 6 khoảng 50 cân đổ về, tầm size M size S mặc ok ha. Size M size S mặc ok. Cái chế gì mới hỏi em đó. Mà ok luôn. 46 cân mà mét 58 gì đó. Ok. Rồi 75 cái màu cho em, 75 đen. 75 đỏ. Hai màu thôi mấy chị ơi. 75 đen và 75 đỏ thôi. À 75 vàng. 75 vàng nha mấy chế. 75 vàng cho em, 75k. Mét 6 50 cân đổ về. Đây comment mà 75 cho em 75 kèm màu. Má 75 kèm màu nè. Dài nha, dài. Đỏ đen vàng nha mấy chị ơi, 75 kèm màu này. 75k nha. Chất này xịn lắm nha mấy chị, nhìn chất. Nó nhìn nhừng nhìn mới đơn giản. Ok, diễn thật kiều nha, yên tâm em ơi. Nhìn đơn giản vậy mà đừng khinh thường nha, nó mặc đẹp lắm, đánh giá đẹp lắm nha. Đó, 75 kèm màu cho em. Đây đen, đỏ vàng. Đen đỏ vàng ha. Đen đỏ vàng cho em. Không có xanh đỏ vàng cho giống như đèn giao thông nhỉ. Đen đỏ vàng, đen đỏ vàng. Comment đen đỏ vàng cho em mét 6 50 cân đổ về nha 75k. Xem lại mẫu, comment cho xem lại mẫu cho đi. Cho xem lại mẫu đi. Cho em cái xếp vàng đi. Với xếp vàng, mở ra cho em đi nha. Ừ. Ok nha. Đây nha mấy chị. Rồi xếp vàng nhìn đẹp lắm. Xếp đen nhìn không rõ chứ xếp vàng nhìn đẹp lắm này. À, lấy xếp vàng đi. Cái đen màu đen nhìn khó nhìn quá. Rồi đưa xếp đen ra nè. Ôi xếp vàng to hơn. Xếp vàng phong to. Xếp đen phong nhỏ, xếp vàng phong to. Cái áo to thôi. Trời ơi, xếp vàng là mét 6 55 cân đổ về. Mấy chị 255 54 cân đi 54 cho thoải mái. Mét 6 55 cân. Nhưng mà cái chân váy của nó nè, có dạng nó giới hạn. Có giới hạn thôi. 55 cân đổ về là hết. Quần hay đầm? Đầm. Đầm nha, quần chân váy á. Mét 6 55 cân đổ về nha. Vàng là mét 6 55 cân đổ về. Chế nào lấy vàng, chút mở vàng cho em. Còn lấy đen, đen thì tầm CSM nha. Đây, vàng mét 6 55 cân đổ về 75k. Từ không biết chế. Mở hết ra cho em đi nha. Chân to. Nó có xài á. Đen, đen cho Trần Anh Thư nè. Đen cho Trần Anh Thư, đen phong nhỏ cho Trần Anh Thư nha. Đen phong nhỏ cho Trần Anh Thư. Cái phong nhỏ là cái phong nhỏ này cho vàng phong nhỏ cho Thi Diễm nha. Vàng phong nhỏ cho Thi Diễm. Vàng phong nhỏ bằng cái đen cho Thi Diễm nha. Đi chăng cái đen luôn. Đưa lên cho bà Thi Diễm bà coi. Nè. Em cầm đi. Cái à nó bằng vài nền Thi Diễm. Cái size của nó là size cùng size này nè. Đây à. Cái vàng phong nhỏ nó cùng size với cái đỏ này ha. Rồi chị nào lấy 75 đỏ comment 75 đỏ cho em. Vậy là chỉ có một cái vàng phong to thôi nha. Có một cái vàng duy nhất phong to thôi. Rồi cái đỏ này. Sớm hả?
Rồi chị nó lấy đỏ chút, mà đỏ cho em luôn, mà đỏ nha, 75k. Chất đẹp, chất này bao mặt. Đen, lấy cái đen là Trần Anh Thư, lấy cái đen phong nhỏ đúng không em? Đúng rồi, đen đâu có phong to đâu, em mở cái kia cho em coi. Rồi mở cái kia cho em coi. Này, bỏ một chân. Đen nhỏ của Trần Anh Thư. Đỏ cho chế Hiền Dinh nè. Đỏ cho Hiền Dinh, 75k. Em hết đỏ nha. Hết đỏ, vậy là chỉ còn vàng to thôi và còn một cái đen nhỏ. Còn một cái đen nhỏ và một cái vàng to. Đây đen nhỏ luôn em. 15k nha, 15k. Chỉ có một cái vàng là phong to, vàng phong to đúng không? Vàng phong nhỏ cho Thị Diễm nè. Vàng phong nhỏ cho Thị Diễm. Đen phong nhỏ cho Trần Anh Thư. Đỏ đô cho chị anh Kim à, chị Hiền Dinh. Đen phong to cho ai? Vàng phong to chưa có hả? Ok. Xếp 79k. Thấy chưa, bây giờ chị Vina mới nhảy lên cái máu rồi đấy, chị BB Game kìa, thấy chưa? Lát giờ nó mới nhảy lên đó, thấy chưa? Nó bị giống như ẩn comment á, giờ nó mới xếp 79k, chị nó lấy xếp comment mà xếp cho em nha. 75 em chỉ còn xếp màu vàng phong lớn với màu đen phong nhỏ nha. Chị nó lấy chốt xếp 79 comment mà 79 giúp em. Mà 79, 1m6 khoảng 48 cân với chị ha. 1m6, 48 cân đổ về. Eo của nó tầm 68 nha, 1m6 khoảng 48 cân. Comment cho em mà của nó là mà 79. Mà 79 chị ơi, áo von nha chị, cực đẹp. Áo von nha. Và trong váy đó 79k một set này ha. Trời ơi rẻ bèo luôn á, trong váy còn có túi này nha mấy chị, trong váy có túi luôn. Rẻ như cho luôn, rẻ giống như tặng luôn nè. Rồi comment set 79 giúp em nha, 79 nè, chốt set 79 giúp em. Cái này em cũng đang bị tăng cân. 79, chế nào lấy 79 comment 79 cho em nè, set 79, 79k nè. Mét 1m6 50. 1m6 khoảng 48 cân đổ về, set 79 nha mấy chị. Set 79 là 1m6 58 cân đổ về. 58 hay 48? 48 chứ. Khó lắm luôn, cái gì khó lắm luôn ta. Set 79. Set 79 cho chị Mai Trang nè. Set 79 cho Mai Trang. Mai Trang mà vừa không trời. Không biết. Mai Trang cái đó CS á, Mai Trang sao Mai Trang mặc chọc quá. Cái đó CS á. Thôi cứ để trẻ cho nó qua cho thử vừa thôi, để lại thôi chứ sao. Thấy. Chứ Mai Trang qua đấy mà. Chứ Ngọc Hồng tha cái gì mà khổ. Em vừa quá không có cái nào vừa. Vậy hả? Set 79 cho chế Mai Trang nha. Chỉ còn cái đầm lên đủ màu dưới chị vừa thêm nhé, mình sạc của chị nhé. Ok, chị Nguyễn Thị Mỹ Nhiên nha, để em coi nha. Rồi màu này. Chị nào màu này comment liền cho em mà, có nó mà đen nha, mà đen siêu đẹp, mà đen 89k. Mai Trang 097 này. Chúc mà đen cho em. 89k này. Rồi chế nào đen, chúc đen liền tay giúp em, đen này mà không bị đẹp luôn, chế nào da trắng trắng á. Mặt xinh như búp bê luôn, nhóm chị 54 cân đổ về. Comment mà đen giúp em, mà đen 54 cân đổ về, comment mà đen nha. Bà mèo tây luôn nhỉ. Chị Ngọc Hồng ơi. Bà mèo tây, bà trắng trắng á, bà mèo tây hay mi tây nè. Hai bé mặc cũng được, trắng đẹp đúng nha. Để Thảo luôn nè. Để Thảo à, Thảo ngồi đấy hả? Thảo ngồi đấy thì khỏi nói rồi. Thảo mặc đây đấy đẹp lắm á. Ừ, nó nấu cho nó đúng mà. Rồi, chứ là lấy cái cô tông này. Cô tông này nhắm chị ơi, 75k, comment cho em mà của nó là mà số đen 2. Chốt mà đen 2 giúp em. Mà đen 2 giúp em, cái đầm nó màu bao nhiêu nha? Đã biết đấy. Mà đen đúng không? Thứ hai chị mới qua được em nha. Ok, chị Mai Trang nha, thứ hai qua em được chị ơi, em sao nha chị. Đầm đen có màu khác không? Đầm không, đen không. Chị. Màu đen thôi. Đã có đầm đen là chỉ có một màu đen thôi. Rồi chốt cho em đen 2 75k, mà đen 2 75k giúp em. Mà đen 2 75k này. Đầm đen nó chốt cho Lê Bích Thảo đi nha. Ai da. Mà hơi bị đẹp luôn á. Có đầm đang mặc không? Đầm em đang mặc hết rồi. Đen để chưa, em đâu được chốt đen đâu. Đen cho VV nha. Tưởng giữ lại mặc. Cái gì vậy? Cái gì hay hay đi. Còn một chiếc. Chị nó lấy đen comment mà đen cho em luôn, còn một chiếc nha. Cái gì nó đi điêu ta. Comment mà đen giúp em. Đen này mặc hơi bị đẹp quá mấy chị ơi. Chị nào mà người nho nho một xíu nha, cỡ tầm 54 cơm mấy 6 đổ về á. Đây, nó có Hàn Quốc như vậy đẹp mê hồ luôn, em nhìn em còn mê nữa mấy chị. Mặc được. Em nhìn còn mê ha, mặc đẹp lắm mấy chị ơi, mặc và đảm bảo mấy chị mê mệt liền. Đen cho Quỳnh Như nè. Đảm bảo mê liền luôn đó.
rồi đen cho Quỳnh Như luôn, đảm bảo mặc đẹp mê luôn á, đẹp không chuồng lại đồ luôn, nhớ là làn da trắng trắng rồi, thì luôn đó. Quỳnh Như, Quỳnh Như cứ gửi cho ta. Quỳnh Như ạ, hôm nào mà lần trước có hỏi báo cho Quỳnh Như là có hỏi gửi đồ đó em ơi. Trời ơi, dạo này bán đồ tràn lắm chị ơi, mấy chị chốt đồ xong gọi điện còn không bắt máy không à, đó khổ lắm. Rồi màu này nha chị ơi, 50k luôn, sale rốt luôn, sale 50k đứt nha. Màu này xả đi xả lại 2 lần rồi, chị nào lấy chốt kem chốt 50k luôn, comment mà 50 cho em, mà 50 mấy chị ha, chốt mà 50 giúp em. Cái này 89 rồi em. Đen, bà Thanh Ngọc bà lấy đen luôn cả trời. Em hả? 89 rồi. Dạ 89k. Thanh Ngọc chưa có số điện thoại. Thanh Ngọc chưa có số điện thoại địa chỉ nha, 50 cho chị Mỹ Hương. Mỹ Hương này khách mới hả? Mỹ Hương khách cũ. Mỹ Hương khách cũ chốt cho Mỹ Hương nha. Và xem ô lê lanh lắm. À, dùng kem body nhà chế thảo cho trắng đúng rồi. Ai đen dùng kem body nhà 50, chế trắng nha. 50k hả em? Dạ dạ 50k. Đen lên đỏ 50k cho Mỹ Hương nha. Đây bề tay này chế nào đòi bề tay nhờ anh, này chế nào hỏi bề tay còn cho chế quên mất biết rồi. Quên rồi anh biết quên rồi. Cái này là quần luôn không sợ bị lộ hàng mấy chế hả, giống chiều dung luôn hả? Ờ, giống chiều dung á đó. Đó dễ thương chưa, đây eo này to nè bà gì chị Ngọc Hồng ơi, cái này Ngọc Hồng vừa như nè, eo này cô dặn nhiều lắm đây, bao cô dặn nó chị Ngọc Hồng mà lùng lùng á, đừng có cao, lùng là mặc ok ha, còn cao cao mấy sáu là mặc nó bị đụng nha, thấp tí là mà ok á, tầm mấy 56 độ về á. Đen bao nhiêu, đen 89k nha. Đen 89 nha mấy chị ơi, đen 89 nha mấy chị ơi. Rồi chị nâng màu này comment liền cho em mà, còn nó là mã 1000. May mặn chồng. Chốt mã 1000 cho em. Mã 1000 màu siêu đẹp luôn. Hoa cũng đẹp, chỗ hoa đẹp quá. Wow. Rồi mã 1000 cho em 89k nha, siêu đẹp mã 1000. Mã 1000 89k này. Ôi nó tắt nguồn mất tiêu rồi, buồn quá. Buồn không? Buồn không? Buồn không? Buồn chịu. Mà 1000, mà 1000. Bao nhiêu cân? Mà 1000, 1m6, 54 cân đổ lại cho mấy chị ơi. 1m56 rồi. 1m56, 50 cân đổ về. 1m56, 52 cân đổ về và mặc đẹp nha. Em bao coi dạng luôn. 1m56 thôi. 1m6 thì có thể nó bị cấn cấn nhá. Nó bị cấn á. Wow, set này siêu đẹp. Chị nào nhanh tay hốt được cái set này nha. Có túi AB luôn mấy chị ơi, cực kỳ đẹp ha. Kỳ đẹp luôn. Đây, trời ơi xinh quá. Đằng sau nè. Dễ thương chưa? Quá dễ thương, quá modern luôn mấy chị. Đi chơi, bao đi chơi luôn, hơi bị modern. Đó, cô dạng thoải mái chưa? Màu này tầm 1m6 54 cân đổ về luôn. 54 cân đổ về có túi luôn. Comment mã set cho em. Mã set 89k. Comment mã set nha, chốt set. Đây set 89k này. Quá đẹp. Comment cho em là quá đẹp ha. Quá đẹp, mã set, mã set. Mã set 89. Quá đẹp luôn. Rồi mã set giùm em, quá đẹp, quá đẹp. Mã set ha. Set set set. Mã set thì set. Set mã set là 89k hả? Dạ. Yeah. Set 89k cho chốt cho chị Lê Thúy Hằng này. Ngọc Hồng cao 1m68. Ôi trời ơi, chiều này đâu có mặc được. Ngọc Hồng chắc chỉ mặc được mấy cái đầm dài dài thôi. Ngọc Hồng cao 1m68 mà em bự dữ ta. Trời lộn không nhỉ? 1m68. Có khi bà đâu em lộn đi. Ừ, khi nào bà đeo yêu lộn ta. Ngọc Hồng, mà Ngọc Hồng có thức dây chưa? Ừ, chưa, nhưng mà đó, cao một hay khó nhỉ, em 68 nó 1m68. Hình như chế 68 mà nặng tới 62kg á. Đúng không chế Ngọc Hồng? Em này eo 80 nè, Ngọc Hồng vừa không? Em... Ôi, này chị Ngọc Hồng vừa nè, đây chị Ngọc Hồng mặc đẹp nè. Em này 78 độ về nè, Ngọc Hồng mặc vừa nè. Ngọc Hồng eo 76 mà đúng không? Ồ, 76 được á. Ngọc Hồng mới cái này mặc đẹp. Ôi, nè, Ngọc Hồng. Chị nhường. Ok, này, xét em nhường cho chị sao nha. Xét, xét chị Lê Thí Hằng không lấy em nhường cho chị bé Quỳnh Như nha. Nhường như Quỳnh Như. Quỳnh Như nè. Rồi, chị nào lấy đỏ. Nha. Chị nào lấy đầm đỏ, comment mã số 33 cho em. Comment mã 33 cho em đầm đỏ đôi cá mặc rất là đẹp mấy chị ha. Đôi em yêu em này là 78 độ về, 78 độ về 1m6 khoảng 78 60 58 cân ha. 1m6 58 cân. Quỳnh Như 4523 có chết nha. Comment mã cho em là mã số 33, chốt mã 33 cho em. Không ngủ được vì mê đồ đẹp của chết của con. Không chốt mà 33 đi Ngọc Hồng ơi, cái đó
Em đào bầu chế mặt đẹp đó nha. Vừa cái đó dành cho chế nào cao cao mà người to to mặt đẹp lắm. Rồi mẫu này luôn, đầm sơ mi. Đây, chế ngọc hồng cũng mặc được cái này luôn nè. Đầm sơ mi nha mấy chị nha. Rồi, chị nào ơn cái mẫu này comment cho em mà của nó là mã số 8. Chúc mà 8 cho em, mất xỉu quá. Không làm. Mà 8 nha mấy chị. Không mặc được. Mặc đi chơi. Mã số 8. Xếp nách thì mình mặc đi chơi, còn có tay mình mặc đi làm. Đó đẹp chưa? Mã 8 bao đẹp luôn. Mã 8 là 40 cân đổ lên. Phi size 60 cân đổ về ok luôn. 40 cân đổ lên và 60 cân đổ về nha. Comment mã 8 cho em quá đẹp, thật sự đẹp lắm, dài cô gối ha. Dài cô gối quá đẹp luôn. Rồi chúc mã 8 giùm em nha chị ơi, chúc mã 8 nha. Chị nào chưa theo dõi khoai em nhớ theo dõi khoai em nha chị nha. Chúc mã 8 giúp em ha. Trang nha. Trang ơi. Chị ơi, 11 giờ rồi em móc nha chị ơi. Chưa ngày mai lên nha. Lần này chưa mai chắc chắn lên á. Chưa mai chắc là lên nha mấy chị ơi. Chưa mai không có ngủ lỗ gì đâu nha. Bye bye mấy chị ơi, chưa mai lên nha. Chị nào cần múc kem trắng da, dùng da gì nhớ múc cho em nha mấy chị nha. Em múc em ship luôn nha mấy chị. Ngày mai thứ bảy á. Ngày mai thứ bảy chắc phải đi hàng hết rồi. Ngày mai thứ bảy em đi hàng hết. Offline. Bye bye mấy chị, chúc mấy chị ngủ ngon ha. Bye bye, 11 giờ rồi mình ngủ đi nha.